Nhân Lệ xin mến chào quý thính giả thân yêu của kênh Radio 2. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Nhân Lệ sẽ mang tới cho quý vị và các bạn câu chuyện của một cặp vợ chồng. Hai người họ vốn dĩ rất yêu thương nhau, nhưng rồi chỉ vì một chút sĩ diện của bản thân mà khiến cho họ phải xa cách đến tận 10 năm để rồi lại sống trong sự nhớ nhung. Vậy diễn biến của câu chuyện ra sao? Chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe chuyện thật ý nghĩa. Nam vừa mới mở cửa bước vào nhà, thình lình có quyển vở bay tới. Anh hoảng hốt né đi, nhưng mép vở vẫn rượt qua cằm, làm anh bị xước một miếng da nhỏ. Nam ngơ ngác nhìn cô con gái đang đứng ở góc phòng trừng mắt nhìn anh với vẻ phẫn nộ tột độ. Anh nhíu mày, cất giọng bực bội hỏi thủ phạm vừa gây ra chuyện vừa rồi với mình. Hiền Hậu, con làm cái gì thế hả? Hậu, cô con gái vừa mới tròn 10 tuổi của anh gân cổ lên như muốn dùng hết sức bình sinh từ thuở mới lọt lòng để chút ra mấy câu. Bố mau đi đi, đừng để con thấy bố nữa. Bố là đồ nói dối, lừa đảo. Nam ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chả lẽ con gái anh giận anh vì sáng nay anh có việc đột xuất, không nấu được bữa sáng cho nó hay sao? Nhưng anh đã dặn trước rồi mà. Với cả bình thường anh cũng có thấy con gái anh giận dỗi đến như mức này đâu. Con gái, con bình tĩnh, nói cho bố xem có chuyện gì nào. Nam vừa cố gắng trấn an, vừa từ từ đi về phía cô bé. Hiền Hậu thấy anh tiến lại, càng ngày càng lùi ra xa hơn, dùng hết sức la hét đuổi anh đi, hai tay liên tục vơ đồ đạc để ném anh, phụ họa thêm cho ý định không hề muốn anh lại gần cô bé. Nhưng Nam để ý, con bé chỉ chăm chăm ném đồ hướng từ chân xuống, chứ không còn vung cao như hồi nãy. Chắc là con bé lo lắng, sợ anh bị thương. Anh thở dài, khi chỉ còn cách con gái khoảng 1 mét nữa thì trong tay con cũng hết đồ để ném. Hiền Hậu đột nhiên òa khóc, quay lưng lại, núp mặt vào tường, miệng liên tục muốn xua đuổi anh kèm với những tràng nức nghẹn ngào. Anh nhìn vẻ hoảng loạn của con, xót xa nói không nên lời. Con gái, bố không biết bố đã làm gì sai, nhưng con có thể bình tĩnh nói bố nghe được không? Con làm thế chỉ khiến bố càng hoang mang không hiểu gì. Phải như những ông bố khó tính là con bị đánh rồi đấy. Đánh đi, bố thích thì bố đánh đi. Bao nhiêu năm qua, bố cũng chỉ biết lừa con. Bố đánh cho con đau thêm nữa cũng được, có sao đâu. Con bé vừa nói vừa khóc. Nam đưa tay vuốt mặt, cố kìm nén sự khó hiểu, xen lẫn khó chịu trong lòng. Thời gian gần đây công việc của anh không được thuận lợi, con gái lại đột nhiên nổi giận như thế này. Nếu không phải tính tình anh biết kiềm chế tốt thì có lẽ giờ này anh đã đánh vào mông con gái cho đỡ bực thật. Nào Hậu, con nói bố nghe, sao con lại tức giận với bố như vậy? Con cũng chỉ biết là thời gian này bố... Bố cho con đi gặp mẹ đi thì con sẽ hết giận ngay. Hậu đột ngột cắt ngang lời của bố mình, đưa ra một đề nghị không khỏi khiến đáy lòng đang cố gắng in nắng của anh bắt đầu cuộn trào thành một mớ hỗn độn. Đã lâu lắm rồi không thấy con gái anh đòi đi gặp mẹ, khéo cũng phải 2-3 năm gì đó rồi, sao hôm nay lại yêu cầu anh như vậy chứ? Con gái, chuyện đó... Hậu quay ngoắt người lại, tức giận nhìn anh, hai tay siết chặt. Cô bé hít thở thật sâu rồi lớn tiếng tuôn ra một tràng. Sao? Lần này bố định lừa con bằng chuyện gì nữa đấy? Hết nói mẹ đi công tác thì lại nói mẹ về quê có việc, hết về quê thì lại do công việc. Sao bố không nói toẹt ra là bố ăn ở tệ nên là mẹ chịu không nổi nữa, ly hôn với bố rồi bỏ đi rồi? Vừa dứt lời, Hiền Hậu lập tức suy sụp, ngồi thụp xuống sàn nhà, bật khóc thành những tiếng khóc dài đến xé lòng. Nam run run bước được mấy bước, chịu không nổi nữa, quỳ luôn xuống trước mặt con gái. Con ai bảo con như thế hả Hậu? Nhìn con gái, không biết vì nhớ mẹ hay vì đột ngột biết chuyện mẹ mình không phải vì bận rộn nên không bên cạnh mình bao nhiêu năm qua, mà thật ra là bỏ nhà ra đi từ miệng ai đó để rồi khóc đến ai oán đau lòng. Nam cũng không thể giả vờ cứng rắn nổi nữa. Gần 10 năm chịu đựng, cố gắng để luôn mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho con gái của anh cũng bị vỡ vụn theo tiếng khóc thương tâm ấy, hóa thành những vết nứt.
âm thầm rỉ máu trong lòng anh, khiến anh đau đến ngạt thở. Anh muốn ôm lấy con gái, nhưng khi vừa đưa tay ra, đôi mắt của anh đột nhiên nhòe đi rồi tối sầm. Anh nhớ lại mấy ngày trước, hôm đó anh bị ốm, nằm bẹp ở nhà từ sáng. Bác giúp việc đã về quê, ở nhà chỉ có mình anh. Tới sầm tối, khi Hậu đi học về, con bé thấy bố ốm thì lo lắng. Sau khi cất cặp sách và thay quần áo xong, nó vội vàng chạy ra hỏi thăm anh rồi vào bếp. Một lúc sau, một mớ hỗn độn bày ra trên bàn bếp. Nào là hành ngò tung tóe pha lẫn vài miếng thịt băm, cũng tóe tung không kém. Nào là bột canh, bột ngọt, rải đều từ chỗ để gia vị đến bếp nấu. Hậu nhìn nồi cháo được nấu lên, trông có vẻ là thành công, thì thở vào nhẹ nhõm. Từ khi sinh ra, Hậu đã không có mẹ bên cạnh, bố lại thường xuyên bận rộn. Cô bé đã được bố rèn cho tính tự lập từ sớm, còn chỉ cho cô tự nấu vài món đơn giản để phòng hờ trong trường hợp cả bác giúp việc lẫn bố đều có việc bận. Những việc lặt vặt trong nhà cô bé có thể đảm đương khá tốt, nhưng riêng khoản nấu ăn vẫn còn vụng về rất nhiều. Cơ mà bây giờ bác giúp việc đang về quê, bố lại đột nhiên lăn đùng do ốm. Hậu biết làm sao bây giờ? Kệ đi, đưa cháo cho bố ăn rồi tính sau. Hậu mở cửa phòng của bố, nhẹ nhàng bưng tô cháo đi vào. Cô bé cuống cuồng chạy vào để lên bàn vì nóng. Tiếng động gây ra khá mạnh, vậy mà bố cô bé vẫn không hề bị làm cho tỉnh. Hiền Hậu nhăn nhó, sờ tay lên hai tai cho đỡ nóng, rồi ghé vào ngồi bên mép giường, cẩn thận quan sát nét mặt của bố mình. Bố cô luôn có tiếng là sếp khó tính, nhưng cũng dễ tính. Đó là nhận xét mà cô bé thường được nghe khi qua công ty của bố chơi. Ban đầu Hậu thấy không hiểu lắm. Thế giới người lớn đúng là quá phức tạp. Một người sao vừa có thể khó tính lại vừa dễ tính được. Sau này được cô bảo mẫu giải thích cho, Hậu mới ngộ ra. Hóa ra là trong công việc, bố Hậu rất xét nét. Hoặc với những thứ bố không ưa, hay nặng hơn là ghét, thì bố sẽ bắt chẹt vô cùng. Nhưng với ai mà bố yêu quý, thì bố lại chiều hơn cả chiều vong. Đó là nguyên văn câu nói của cô bảo mẫu nói lại với Hậu. Như vậy chứng tỏ bố đối với mẹ trước đây cũng bắt chẹt và xét nét lắm đúng không? Cô bảo mẫu cười cười. Hậu tiếp tục hỏi khó. Bắt chẹt và xét nét là gì? Cô bảo mẫu chỉ giải thích ngắn gọn. Đấy là trạng thái đối xử khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, thậm chí là khó thở. Hậu nghe xong thì khuôn mặt hơi ngây ra. Nếu như vậy thì có khi từ lúc Hậu còn chưa kịp hình thành nên ký ức, bố đã đối xử rất tệ với mẹ rồi, khiến mẹ khó thở mà để Hậu lại cho bố rồi bỏ đi thật sao? Hậu lắc lắc cái đầu. Cô thấy khó hiểu. Rõ ràng bình thường bố đối xử với Hậu rất tốt mà. Hay là bố không yêu mẹ? Nếu không yêu, sao bố lại cưới mẹ, còn đẻ ra Hậu làm gì, để rồi khiến Hậu bị bạn bè chế nhạo là kẻ không có mẹ? Một tràng những suy nghĩ ùa ra trong trí não còn nhỏ bé và non nớt của Hậu khiến cô bé bực bội. Bèn dùng hai tay đập vào đầu như muốn ngăn những suy nghĩ khó hiểu đó lại. Hậu, con làm gì thế? Sao lại đi đánh vào đầu mình như vậy? Nam cất giọng khản đặc, mệt mỏi đưa tay cản con gái lại. Cô bé giật mình, dướn người lại sát mặt Nam. Bố đỉnh rồi à? Nam định cất giọng đáp, nhưng đờm ở trong cổ họng khiến anh không nói nổi. Anh mệt mỏi ngồi dậy. Chiếc khăn được Hậu đắp lên trán giúp anh hạ sốt liền rơi xuống. Anh trước mắt nhìn nó, đột nhiên muốn bật cười. Bao năm gồng gánh, đến ốm cũng không dám, cuối cùng cái cơ thể này cũng không chịu nổi nữa sao? Bố còn thấy mệt không? Bố thấy khát nước không ạ? Nam đằng hắng mất một lúc lâu mới đỡ bớt đờm trong cổ họng rồi gật đầu lên tiếng. Có, con cho bố xin vài ngụm với. Dạ, con có lấy sẵn nước ấm đây rồi. Hậu nhanh nhảu lấy cốc nước đặt bên cạnh tô cháo, để ở đầu bàn đưa trước mặt bố. Đây, bố uống đi. Nam mỉm cười, thoáng chốc thấy có hình ảnh quen thuộc lóe lên trong đầu, thông qua hình ảnh cô con gái nhỏ đang ngồi trước mặt. Chỉ tiếc là... Anh khẽ thở dài, tu hết cả cốc nước rồi để lại lên bàn. Bố, bố ăn cháo đi, con nấu cháo hành theo trên mạng đấy, không biết là có ngon không nữa. Nói rồi con gái của Nam cười vẻ ngượng ngùng. Anh nhìn khuôn mặt còn búng ra sữa,
nhưng giờ lại phải tập lớn trước tuổi của con mà khiến anh không khỏi xót xa. Giá như năm đó anh chịu buông bỏ cái tôi tự cao của mình, thì có phải bây giờ con gái của anh đã có cuộc sống đầm ấm hạnh phúc như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác rồi không? Anh cười buồn, đưa tay xoa đầu Hậu. Bố xin lỗi, tất cả đều tại bố. Hậu chớp đôi mắt to tròn. Bố đây là đang nói xin lỗi về chuyện của mẹ sao? Nghĩ về mẹ, Hậu liền xa sầm mặt. Trước khi chưa biết chuyện, Hậu luôn trách mẹ vì mỗi lần cô hỏi về mẹ qua miệng bố, bố đều đáp lại bằng chữ bẩn. Lúc thì công tác nước ngoài, lúc thì công tác miền Nam. Hậu nghe thì chỉ thấy khó chịu. Cô bé thắc mắc, tại sao mà bận nhiều thế? Bận từ khi cô mới 1 tuổi cho đến khi cô đã 10 tuổi mà chưa hết bận. Chả lẽ mẹ không yêu cô hay sao? Hậu nghĩ như vậy và thấy buồn, cảm giác thất vọng về mẹ. Thậm chí có những giây phút con bé còn thấy ghét mẹ, hận mẹ vì yêu công việc hơn yêu cô. Yêu đến mức gần 10 năm tròn rồi, không thèm nhìn mặt cô lấy một lần. Rồi hôm nay khi bố đứng ở ngoài nghe điện thoại, Hậu ở bên trong nhà, cô đã tình cờ nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bố với người bạn thân. Và cô biết được, hóa ra mẹ cô không hề bận, mà là bố đã làm gì đó rất có lỗi với mẹ, mới khiến mẹ bỏ nhà ra đi. Mặc kệ cả nỗi đau của một người mẹ phải chia lìa khúc ruột của mình là cô đây. Cảm giác lúc nghe được tin này trong Hậu thật khó chịu. Từ việc buồn chán, thất vọng về mẹ, bây giờ Hậu quay sang bố. Cô coi bố chính là nguyên nhân khiến mẹ phải rời bỏ cô bao nhiêu năm nay. Chính vì vậy mà cô mới tức giận với bố như vậy. Sau một hồi gây gổ với bố, Hậu đứng im một chỗ, cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà, miệng lí nhí, còn nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Con không biết đâu, bố hay nói rõ cho con nghe về mẹ đi, bố đừng hòng kiếm cớ lừa con như trước nữa. Nghe cái giọng của con gái, Nam biết nó đã bớt giận nên cố tình cong môi lên, muốn cười để xua đi không khí u ám đang bao trùm hai bố con, nhưng không cười nổi. Ngẫm nghĩ một lúc, Nam gật đầu. Thôi được rồi, bây giờ con anh cũng đã lớn rồi, chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì tới nơi luôn rồi, anh đâu có thể cứ giấu con bé được mãi. Vậy để hôm sau bố kể cho con nghe mọi chuyện. Hôm nay bố bận việc mất rồi, nhưng con hứa không được giận dỗi bố nữa, con được không? Hậu im lặng, mím chặt môi không đáp. Nam chờ mãi không thấy con gái nói gì. Anh hiểu ý, chợt thấy mình đúng buồn cười ghê. Che giấu con gái gần 10 năm, lại còn vô tình biến vợ mình thành bà mẹ tồi trong mắt con gái. Giờ anh lại yêu cầu con gái không được giận dỗi hả? Anh có tư cách đó sao? Thôi được rồi, chờ bố tắm xong, chúng ta ăn cơm rồi bố kể cho con nghe nhé. Nghe Nam nói vậy, Hậu lập tức bật thẳng đầu dậy, dương cặp mắt ngây thơ nhìn anh, ánh lên niềm vui của sự mong chờ rõ rệt. Thật à bố? Thật, nếu không làm vậy thì con còn giận bố dài dài mất. Cô bé cười, gãi đầu rồi lại hơi sụ mặt xuống. Nhưng mà bố đang bận. Ngốc ạ, chỉ cần con vui vẻ thì bố sẽ sắp xếp được công việc ổn thỏa. Con gái nhướng mày, đảo mắt nghĩ ngợi rồi gật gù, cười toe toét đứng dậy. Vậy bố đi tắm đi, con ra dọn bàn bếp, xong bố con mình đi ăn cơm. Ừ, bố nhớ rồi, con dọn dẹp nhớ cẩn thận. Dạ. Hậu vui vẻ chạy đi, thấy con gái vui lên anh cũng nhẹ lòng đi phần nào, nỗi buồn cũng vơi đi chút ít. Anh chép miệng thở dài một cái. Nếu Hân vẫn ở đây, nếu có cô ấy, con gái anh chắc sẽ không buồn như vậy. Nam đứng dậy và đi vào phòng lấy quần áo bước vào nhà tắm. Trong đầu anh vẫn mông lung, rất nhiều suy nghĩ. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn tự cho rằng chỉ cần anh có thể làm tốt vai trò của một người bố, sống thật tình cảm với con thì có thể thay thế vai trò của người mẹ. So với nhiều người, con anh tính ra vẫn có cả vật chất lẫn tinh thần rất đầy đủ con gì. Yêu cầu đồ gì là có thể có ngay lập tức. Bình thường anh đối xử với con gái cũng rất hòa nhã, tự coi mình thành bạn của con để không gây nên khoảng cách với con. Không cần con anh tự nói ra, mà chỉ cần nhìn các bạn học của nó là biết. Chúng luôn thể hiện sự ngưỡng mộ về anh mỗi khi qua nhà anh chơi.
và thường xuyên thốt ra câu ước gì chúng có một người bố như anh. Nam cũng hiểu mình đang đảm nhiệm vai trò của người bố, dù chưa xuất sắc, nhưng cũng không thể nào gọi là tệ được. Chính vì thế, anh dần rơi vào tự mãn và cho rằng con anh đang rất hạnh phúc. Cho đến vừa nãy, lần đầu tiên thấy con anh nổi giận đến mất kiểm soát, anh biết mình sai rồi, sai lầm lớn rồi. Nam nhận thấy, trong cuộc sống gia đình, nếu cuộc hôn nhân của bố mẹ tan vỡ, thì mỗi đứa trẻ giống con anh, cho dù nhìn chúng có vui vẻ hạnh phúc đến đâu, thì sâu thẳm trong thâm tâm của chúng vẫn tồn tại một khoảng trống tình cảm mà chỉ một trong hai người, bố hoặc mẹ, vĩnh viễn sẽ không thể lấp đầy. Chúng vẫn luôn mong muốn mình có một người mẹ hiền, một ông bố tốt, cùng sống hạnh phúc và cùng nuôi dạy chúng nên người. Dù không biết tại sao con gái lại biết chuyện anh và vợ đã ly hôn, nhưng sự tức giận ấy của con đã làm anh thật sự bừng tỉnh khỏi cơn ảo tưởng do anh tự thôi miên chính mình 30 năm qua. Nếu anh còn cứ cố giấu nữa thì sẽ tạo nên vết thương trong lòng của con gái anh mất. Đến lúc đó, anh sao dám đón nhận sự ngưỡng mộ của bạn học con gái anh nữa đây? Có người bố tốt nào lại khiến con mình bị tổn thương đến thế được? Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Hậu đến tủ lạnh và lấy ra một đĩa trái cây đã được cắt sẵn. Bố ăn trái cây tráng miệng đi. Nam nhìn con gái có chút ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ vì con bé mới 10 tuổi mà đã có thể suy nghĩ thấu đáo đến mức biết ăn cơm xong nên ăn thêm đồ tráng miệng để đỡ chua mồm. Tính tình chu đáo này rất giống Vi Hân. Nam đưa tay đón lấy đĩa trái cây từ tay con gái. Anh cười vui vẻ. Bố cảm ơn con gái, con giỏi quá. Bình thường mỗi lần ăn cơm xong, bố vẫn thường đem hoa quả cho con ăn mà. Con học theo bố đấy. Nam phì cười, gật gù, xoa đầu cô bé. Có câu nói, bố mẹ là tấm gương cho con cái, quả nhiên rất hiếm khi sai. Ra là vậy, con gái của bố giỏi quá. Nam ăn xong thì vào phòng làm việc một lúc, sau đó anh chủ động vào phòng của con gái. Hậu thấy bố đi mừng lắm, nó đoán chắc anh sang kể cho nó nghe về chuyện của mẹ nó. Bố kể cho con chuyện của mẹ với bố là như thế nào đi được không? Nam hơi khựng lại. Không hiểu sao anh thấy rất rối bời trong lòng. Cảm giác có gì đó man mác trong lòng. Có lẽ anh cảm thấy có chút tội lỗi xen lẫn sự ân hận đối với người con gái anh đã đem lòng yêu từ lâu. Nhưng rồi vì lòng tự ái, sự ích kỷ xen lẫn chút hận thù mà anh đã giày vò cô, làm cô suýt phát điên. Bố, sao bố không trả lời con? Bố không định kể cho con biết à? Giọng nói non nớt của Hậu kéo anh về với thực tại. Thấy con gái bắt đầu hờn dỗi, anh phì cười. Cô ấy cũng từng có nét mặt như vậy với anh, nhưng kể từ năm đó anh đã chẳng còn thấy vẻ mặt đáng yêu này nữa. Nam ôm con gái vào lòng đằng hắng rồi cất giọng khàn khàn đáp lại. Không phải, do bố chưa biết kể từ đâu cho con thôi. Giờ bố nghĩ ra rồi này, con chuẩn bị tinh thần để nghe chưa nào? Dạ rồi ạ. Nam gật gù, chậm rãi cất giọng. Chuyện tình bi thương của anh và người phụ nữ ấy có lẽ bắt đầu từ lời nói đó. Cô không hiểu à? Nếu như bố cô không ép tôi cưới cô thì bây giờ tôi đã không mang cái tiếng chó chui gầm chạn thế này rồi. Chưa kể còn nhiều điều tiếng khác mà cô lại cho rằng tôi có thể vui vẻ với cô nổi hả? Nam tức giận đập bàn quát tháo. Hân ngơ ngẩn nhìn anh, không tin nổi vào mắt mình. Nguyên do không phải vì câu nói của anh, mà là vì thái độ của anh hiện tại. Chưa bao giờ cô thấy anh nóng giận đến vậy. Bình thường anh vẫn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, như thể không thấy sự tồn tại của cô. Cô biết anh không yêu cô. Tuy nhiên rõ ràng trước đó, chẳng phải lúc em và anh mới biết nhau, anh rất tốt với em. Giọng Hân cao vút rồi nhỏ dần. Cô cảm thấy sao mà mình hèn mọn quá. Nhưng mà cô thật sự không cam tâm. Ban đầu anh và cô đã rất tình cảm mà, hà cớ gì mà lại nên nông nỗi này? Tôi tốt với cô vì tôi chỉ xem cô như là em gái, hiểu chưa hả? Anh... Thế bây giờ anh có thể coi em như em gái, đối xử với em như trước cũng được mà. Nam cười khẩy, ý khinh miệt rõ rệt. Tôi chưa biến thái đến mức ngày nào cũng ăn nằm theo nghĩa vợ chồng với con gái nhà người ta.
mà còn suy nghĩ đó chỉ là em gái mình. Đổi lại là cô trong trường hợp như vậy, cô còn suy nghĩ nổi tôi là anh trai hay là em trai cô nữa không? Em Hân muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Anh nói đúng, đã kết hôn với nhau, ngày ngày ăn nằm với nhau rồi mà lại suy nghĩ đối phương giống anh em ruột thì đúng là quá biến thái. Còn chuyện anh chỉ xem cô như là em gái, thật ra lý do này cô đã được biết qua miệng bạn thân cô từ lâu. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại thấy vui. Như vậy cô càng có lý do để có thể gần gũi với anh hơn, thân cận với anh hơn. Nhưng con người mà, đã nổi lên lòng tham rồi thì chỉ có thêm, có thêm và có thêm nữa thôi. Khi cô biết mình đã đem lòng yêu anh, cô bắt đầu muốn được bên cạnh anh, được thấy anh mỗi ngày, được chăm sóc cho anh. Cô không muốn mình chỉ như người em gái trong mắt anh nữa. Nhưng sau mấy năm quen biết nhau, từ năm thứ ba của đại học cho đến bây giờ, anh lại vẫn chung thủy một lòng với cái suy nghĩ coi cô là em gái như vậy. Điều đó đã khiến cho cô buồn rất nhiều. Thấy cô u uất, bố gặng hỏi cô. Hai bố con cô sống khá gần gũi và tình cảm với nhau vì mẹ cô mất sớm. Cô quen tâm sự gần như là mọi thứ cho bố nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ vậy mà nói hết ra những gì có trong lòng. Không ngờ bố lại thực sự đến gặp anh ấy, yêu cầu Nam cưới cô về. Cô không biết bố đã dùng cách gì, nhưng sau khi kết hôn, nhìn cách anh đối xử lạnh nhạt thờ ơ với cô suốt một năm qua, xem ra cách đó không đúng lắm. Tuy nhiên, cô tin rằng tình yêu của cô nhất định sẽ cảm hóa được anh vào một ngày nào đó mà thôi. Nhìn vẻ mặt tủi thân của Hân, trong lòng của Nam dấy lên một tia xót xa, nhưng nhanh chóng bị những ý nghĩ về việc anh đã phải chịu nhục như thế nào từ khi gặp bố cô đến tận bây giờ đá bay không chút thương tiếc. Nam đứng dậy hít vào một hơi sâu. Nãy tôi hơi nóng nảy, có gì quá đáng cho tôi xin lỗi. Tôi hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Chưa để cho Hân kịp đáp lại, Nam đã nhanh chân bỏ về phòng trước. Như thể chỉ cần ở với cô thêm một giây thôi là anh sống không nổi nữa vậy. Hân ngoái lại nhìn theo anh, chỉ còn mỗi hình ảnh cánh cửa đóng lại một cách thô bạo đập vào mắt của cô, dội vào trái tim yếu mềm của cô, khiến cô dần thấy nghẹt thở. Cô mệt mỏi gục mặt lên bàn. Ban đầu vốn dĩ là cô muốn làm chút đồ tẩm bổ cho anh, vì dạo giờ thấy anh bận rộn công việc nhiều, ăn uống không có đảm bảo. Bình thường anh đều chỉ ăn qua loa vài miếng cho có rồi thôi, nhưng hôm nay không hiểu sao anh ăn gần hết. Bởi thế mà cô vui quá hóa rổ hay sao? Đột nhiên hỏi anh có phải đã thấy yêu cô nhiều hơn một chút rồi không? Thái độ của anh lập tức quay ngoắt. Cô không nhớ sau đó cô đã nói thêm lời gì mà khiến anh nóng nảy quát cô như vừa nãy. Nhưng cũng vì thế mà cô mới tỉnh lại. Anh vẫn không yêu cô, anh vẫn chỉ coi cô như người ngoài, coi cô là một kẻ hèn mọn thích đi cầu xin tình cảm của anh mà thôi. Mà vậy thì đã sao nào? Bố cô đã dạy cô rồi, người mạnh mẽ nhất là người dám cho đi tình cảm của mình mà không cần hồi đáp. Thật sự mà nói, cô cũng không cần anh phải yêu lại cô một cách mãnh liệt như cái cách cô yêu anh. Cô chỉ mong muốn anh có thể thoải mái hưởng thụ nó thôi. Cũng được mà, sao lại... Hân thở dài, để tay lên bụng. Nay thấy anh vui vẻ ăn hết đồ cô làm, cô đã định cho anh biết thêm một tin vui, nhưng có lẽ phải để lúc khác rồi. Nghĩ đến đó, bất giác cô thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Nếu như hạt mầm trong bụng cô thành công phát triển tốt, đây sẽ là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất của anh còn trên đời này. Có lẽ có bé rồi, anh có thể sẽ không còn thờ ơ hờ hững vì cô nữa. Anh cũng có thể sẽ yêu cô hơn, thương cô hơn. Hân mỉm cười, mắt dần díu lại, mải nghĩ ngợi và mơ tưởng về tương lai tốt đẹp kia. Cô không hề hay biết Nam đang đứng sau cánh cửa phòng ở sau lưng cô, âm thầm quan sát cô qua khe hở. Từ góc đứng của anh, chỉ thấy được bóng lưng và một ít sườn mặt đang nằm nghiêng của cô. Hình ảnh Hân đang mỉm cười nằm gục trên bàn, lọt vào mắt Nam, lại thành sự mệt mỏi đáng thương tột cùng. Nam chần chừ một lúc,
định bước ra nhưng mà lại thôi. Anh quay người, đi vào nằm xuống. Bản thân anh cũng không phải là kẻ máu lạnh để thực sự coi cô như không khí hay đến mức thù ghét cô thậm tệ. Anh cũng biết cô yêu anh rất nhiều, yêu đến mức hèn mọn, yêu đến mức dù bị anh làm cho đau đớn rất nhiều cũng không một lời oán thán hay trách móc. Nhưng cô nào đâu hay, cô càng làm vậy với anh thì càng khiến cho anh khó chịu và bực bội. Càng khó chịu bực bội, anh lại càng thêm lạnh nhạt với cô, càng dày vò cô thêm. Anh từ năm 15 tuổi đã mồ côi bố mẹ. Bố mẹ của anh cũng là trẻ mồ côi, nên khi họ bỏ anh ra đi cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng còn bất cứ người thân nào. Mất bố, mất mẹ, anh vừa học vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhờ sự giúp đỡ của phúc lợi xã hội và sự gom góp của làng xóm, có thể tạm coi như anh sống không quá khổ sở. Đến năm 18 tuổi, trời chật đi qua những năm tháng thiếu niên khó khăn, cuối cùng anh tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi. Nhờ cái bằng giỏi đó và học bạ tốt, anh được tuyển thẳng vào trường đại học. Những năm tháng học đại học cũng không quá vất vả, vì đó đều là môn học chuyên ngành mà anh yêu thích từ lâu, lại được học bổng đều đặn nữa. Kết thúc 4 năm đại học với tấm bằng xuất sắc, anh được mời về làm ở một công ty nước ngoài. Giữa lúc Nam đang mừng vui vì thời gian vất vả bao nhiêu năm qua cuối cùng dần được đền đáp xứng đáng bằng một công việc tốt, thì bố của Hân đến gặp anh, đưa cho anh tấm danh thiếp và giới thiệu ông là Nguyễn Đình Hoàng, chủ tịch của tập đoàn M. Anh còn nhớ như in, hôm đó trời sắp đổ mưa, tiếng sấm đì đùng vang lên cùng với lời đề nghị của ông như báo hiệu biến cố của anh một lần nữa sắp xảy đến. Nếu anh cưới con gái tôi, anh muốn cái gì tôi đều đáp ứng cho anh. Còn nếu không thì... Ông cười nhẹ. Tùy anh thôi, tôi tin là anh có thể tự nhìn ra mà có sự lựa chọn đúng đắn. Ông Hoàng nói xong thì nhếch mép lên cười, nụ cười toát lên sự khinh khỉnh, coi nhẹ anh ra mặt. Nó vẫn còn in hằn vào trong tâm trí anh cho đến tận bây giờ, chưa phai nhạt đi một chút nào. Lúc đó anh mới ra trường đi làm chưa được bao lâu, cho rằng bản thân chỉ là trai nghèo, thật sự không xứng đáng với Ngọc Hân. Hơn nữa anh cũng không thích đi lên bằng thủ đoạn như thế này, nên anh đã đẩy tấm danh thiếp trở lại. Cháu cảm ơn bác, nhưng mà cháu đúng là không xứng với Hân đâu bác ạ. Cô ấy giỏi giang lại xinh đẹp như thế, xứng đáng với một người chồng tốt hơn cháu nhiều. Nghĩ một lúc, anh nói tiếp. Chuyện tình cảm ấy mà, dần dần rồi sẽ nhạt đi, cô ấy cũng sẽ hết rung động với cháu thôi mà bác. Ông cười nhạt, lắc đầu vẻ bất lực. Anh biết con bé cũng mấy năm rồi mà, có vẻ chưa hiểu con bé lắm nhỉ. Một khi nó đã muốn điều gì thì nhất định sẽ cố chấp không buông cho đến khi chẳng còn một chút sức lực nào. Nếu con bé cứ trong tình cảnh như thế này, bác lo con bé sẽ trầm cảm mất. Nếu như không phải vì đối diện là người lớn tuổi, chức cao vọng trọng hơn mình, thì anh cười phá lên mất. Trên đời này với anh, chuyện đau thương nhất là người thân ruột thịt duy nhất của mình đã ra đi. Anh cũng đã trải qua, thì đối với anh mà nói, mấy chuyện tình cảm này nó chẳng thể nào đến mức khiến cho một ai đó trầm cảm được. Lúc đó anh không hề hay biết rằng sớm thôi anh sẽ bị chính suy nghĩ này quật cho người ngợm tơi bời, đau thấu tận trời xanh mà chẳng thể thốt ra được lời nào. Vì sao ư? Vì con người máu lạnh như anh xứng đáng kêu ca chắc. Anh hít vào một hơi, cố lựa ra từ ngữ nào có hàm ý từ chối nhẹ nhàng nhất mà không bị sự coi thường trong lòng của anh len lỏi vào. Bác biết là chuyện tình cảm cũng không ép được mà. Thời gian quen biết Hân ý, cháu chỉ coi Hân như là em gái cháu thôi ạ. Nên là cháu xin lỗi bác nhiều lắm ạ. Chuyện này cháu không làm được. Lúc Nam thốt xong câu đó thì trời cũng đổ cơn mưa lớn. Khi ấy anh ra về mặc áo mưa mà vẫn ướt hơn một nửa người. Mãi sau này nhìn lại, anh mới bật cười cay đắng. Hóa ra đến cả ông trời cũng phẫn nộ với cái thái độ ngang ngược ngu ngốc của anh khi ấy. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ anh đang nằm trên giường, nghĩ đến người con gái mình không yêu nhưng đã cưới về gần một năm kia. Cô ấy vẫn đang ngồi ở ngoài phòng ăn. Anh thậm chí biết rõ cô đang rất buồn và cũng có thể vì âm thầm khóc một mình
mệt mỏi rồi ngủ quên ngoài kia. Nhưng anh không hề có ý định sẽ đi ra đỡ cô vào. Chỉ cần thấy cô, anh lại nhớ đến quãng thời gian nhục nhã còn hơn cả lớp người ở đáy xã hội sau khi có cuộc nói chuyện ấy với bố của cô. Anh hoàn toàn không ngờ rằng ông thật sự có ý định ép anh phải cưới cô cho bằng được. Khởi đầu là chuyện anh sắp thăng chức lên tổ trưởng, thì đùng một cái, công ty kiếm cớ cắt giảm nhân lực để cho anh nghỉ ngang. Ban đầu anh chỉ thấy khó hiểu, không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng liên tiếp sau đó, anh đi xin việc đều không được. Bên thì chê anh kinh nghiệm không xứng với vị trí họ cần tuyển. Bên thì lại bảo năng lực của anh quá cao so với nhu cầu của họ, khuyên anh nên tìm nơi khác. Dần dần, Nam nhận ra tất cả những chuyện này đều là do bố của Ngọc Hân làm. Bởi chẳng có ai tuyển nhân viên, mà chưa kịp đọc hồ sơ, vừa thấy tin anh một cái là lập tức loại anh ngay như vậy được. Nhưng tuổi trẻ mà, mấy ai muốn bị gượng ép bất cứ điều gì. Đấy còn chưa kể là những chuyện như chuyện tình cảm, chuyện vợ chồng lâu dài với nhau. Nên anh vẫn kiên quyết không đầu hàng, tiếp tục lặn lội xin việc. Gần một năm thoi thóp, Nam vẫn không xin nổi được một công việc nào cho đàng hoàng. Số tiền anh nợ bạn bè để chi trả tiền ăn ở đi lại, sinh hoạt ngày càng tăng. Đỉnh điểm, anh chấp nhận số phận, xin làm công nhân bình thường ở một nhà máy nhỏ nhoi thôi cũng không thoát được. Ban đầu họ vẫn nhận anh, tưởng chừng mọi chuyện đã xong và cuộc sống dần ổn định lại. Thì ngay khi nhận lương tháng đầu tiên, số tiền chỉ vừa đủ để anh trả một nửa số nợ, thì lại bị cho nghỉ việc vì nguyên cớ dám hành hung con giám đốc. Trong khi đó anh đâu có đụng chạm đến người ta một tí nào. Đến đánh trả một đòn thôi cũng chưa có, nợ mới trả được một ít, lại chồng lên nợ mới, vì anh còn phải đền bù cho con anh giám đốc kia. Người ta đòi anh chi trả hết viện phí ở phòng VIP của bệnh viện tư nổi tiếng, số tiền lên đến mấy chục triệu. Bị dồn đến đường cùng, lại chẳng thể phát tiết được vào đâu, anh uống đi say mềm. Một lần nữa, bố của Hân lại đến, ngồi trước mặt anh, nhìn anh như nhìn một con chó cụp đuôi. Cuối cùng thì anh cũng hiểu thế nào là sức mạnh của quyền lực, của đồng tiền. Bằng sự bất mãn tột cùng, anh gục mặt xuống trước ông, chấp nhận cưới Hân về làm vợ, làm con rể ông. Làm con rể của ông rồi, anh liền được đề bạt làm trưởng phòng ở công ty con thuộc tập đoàn của bố Hân, rồi thăng chức lên làm giám đốc tài chính chỉ trong vòng một năm. Trước mặt anh, ai ai cũng tung hê anh tài giỏi, nhưng sau lưng lập tức chỉ trỏ, coi anh như là cu li của ông Hoàng, là con chó ngoan ngoãn đi theo cho Hân dắt. Anh biết sự thực không phải là như vậy, cả bố Hân và Hân đều đối xử với anh rất tốt. Đúng hơn là 95% thời gian đối tốt với anh là Hân. Còn bố Hân, anh ít khi đụng mặt. Có lẽ là ông cũng hiểu anh đang không được thoải mái với ông, nhưng điều đó không thể xóa đi hiện thực là anh bị bố cô dùng những cách đê hèn nhất để ép anh cưới cô, trong khi anh chẳng có yêu cô một chút nào. Nam thở dài, trở mình, ngó nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện. Đã gần 11 giờ rồi, Hân vẫn chưa vào ngủ. Thắc mắc thoáng qua vậy thôi, chứ anh chẳng nghĩ ngợi nhiều. Đây không phải là lần đầu anh lạnh nhạt với cô, cũng không phải lần đầu cô chờ anh ngủ rồi mới vào, để có thể ôm anh ngủ khi anh không hay biết. Nam vắt tay lên trán. Ai nói anh không biết? Anh là kiểu người ngủ tỉnh, dù mệt đến mấy mà chỉ cần có động tĩnh nhỏ là có thể dậy ngay được. Nhưng Nam không cho cô biết điều đó, vì cũng có nhiều lần anh vờ ngủ mơ màng, nói mơ rồi gạt cô ra. Kết quả cô lại ôm anh chặt hơn. Nên thôi anh kể, bản thân anh đâu phải quá thù hằn cô. Miên man một hồi lâu, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi lần nữa tỉnh lại do tiếng chuông của đồng hồ báo thức, cũng đã là gần 7 giờ sáng. Nam mở mắt ra, hoang mang khi thấy bên cạnh không có Hân đâu. Bình thường cô toàn ngủ đến 7 giờ mới dậy. Bữa ăn sáng của nhà anh đều sẽ do giúp việc theo giờ làm cho. Anh quên mất, nhà bác giúp việc có chuyện nên xin nghỉ hết tuần nay. Chả lẽ Hân dậy sớm nấu ăn cho anh rồi hả? Nhưng mà thấy có tiếng nấu ăn đâu nhỉ? Chẳng hiểu sao anh lại có chút bất an trong lòng. Anh xuống giường, mơ màng đi ra ngoài phòng,
giật mình khi thấy Hân đang ngồi gục ở trên sàn, đầu dựa vào tường, ngả sang một bên ở phòng bếp. Nam chạy lại lay Hân dậy. Hân, em làm sao đấy? Mau dậy đi Hân. Cô từ từ tỉnh lại, chưa kịp mở miệng nói gì đã hắt xì hơi liên tiếp mấy cái liền. Nam cau mày bực bội hỏi, cả đêm qua em ngủ ở ngoài này sao? Hân ngơ ngác, vừa xoa mũi vừa nhìn quanh. Ờ thế à? Nam khó chịu. Dù có giận dỗi gì tôi, em cũng có cần phải làm đến vậy không? Lỡ em có chuyện gì, bố em cho tôi đi đời thì sao? Muốn hại mình cũng đừng liên lụy đến tôi chứ. Hân đờ mặt. Bình thường khi không có căng thẳng gì, Nam đều xưng hô với cô là tôi, em. Cô còn chưa kịp vui vẻ vì nghĩ anh đã bình thường lại với mình, nay còn quan tâm cô ra mặt mà, sao đã phải nhận ngay những lời cay đắng như thế này từ sáng sớm rồi. Hóa ra chung quy lại, anh vẫn lo cho mạng sống của anh hơn tình cảnh của cô sao? Em đâu có giận anh. Hân cất tiếng giọng khản đặc. Thôi xong, không biết ngủ quên kiểu gì mà nằm cả đêm ngoài này, bị nhiễm lạnh cảm rồi. Hân sợ hãi sờ tay lên bụng. Cô nhớ mình từng đọc đâu đó rằng nếu sản phụ bị cảm sẽ rất có hại cho thai nhi. Nhưng Nam lại không biết điều đó. Anh tưởng rằng cô đang đói. Biết mình vừa nãy có phần lỡ lời, Nam hạ giọng làm ra hành động khác ngày thường. Đó là đỡ Hân ngồi dậy vào ghế. Cảm xúc khó chịu xen lẫn sợ hãi trong Hân lập tức được xoa dịu. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Là tôi bất cẩn, ngủ quên mất. Tôi xin lỗi. Em ngồi lại cho đỡ mệt, rồi đi đánh răng rửa mặt đi. Nay đừng nấu ăn nữa, tôi với em đi ăn sáng bên ngoài. Tranh thủ đang ốm nhẹ thì mua ít thuốc uống cho dứt bệnh luôn. Hân hạnh phúc đến mất ngờ, môi không thể kiểm soát được mà cứ cong lên, cười toe toét. Chỉ vì câu nói với những từ ngữ quan tâm như vậy, cô trực tiếp bỏ qua hết thảy ngữ điệu và vẻ mặt lạnh như tiền của anh, cất giọng hỏi ngây ngô. Thật à? Anh muốn nay đi ăn ngoài cùng em thật à? Anh sẽ mua thuốc cho em luôn sao? Hỏi gì ngớ ngẩn thế? Có mau đi đánh răng đi không thì bảo, muộn giờ làm của tôi bây giờ. Nam bực bội gắt. Dạ dạ, em đi ngay đây. Hân đứng bật dậy, vui đến mức chân tay cứ như trên mây. Nếu không phải vì còn đứa con trong bụng, cô đã nhảy chân sáo loạn xạ rồi. Nhìn tâm tình phấn khởi của cô, Nam hơi nhíu mày. Anh thú nhận là anh cũng có chút vui lây từ cảm xúc của cô. Nhưng thường thì chỉ có những người mà bản thân mình yêu mến mới có trạng thái như vậy thôi, chứ đúng không? Nhưng anh đâu có yêu cô. Nghĩ rồi, anh lại bắt đầu thấy khó ở trong người. Anh tìm một cách chống chế cho mình. Tính từ khi quen biết nhau đến bây giờ, cô đã bên cạnh anh được gần 4 năm rồi. Cô lại chưa làm gì sai với anh, ngoài cái sai lớn nhất là đem lòng yêu kẻ như anh, để rồi khiến bố cô ép anh vào đường cùng, bắt anh cưới cô bằng được. Giờ còn có danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ được phường công nhận, anh không bị ảnh hưởng chút nào thì chắc không phải người. Nam gật gù, suy nghĩ này quá hợp lý. Cảm giác vui vẻ khi thấy cô vui vừa rồi, đó hẳn là do vậy chứ không phải từ sự yêu thích nào đây cả. Nói chung là cô và bố của cô, cô đối tốt với anh đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không yêu người như Hân được. Khi anh chấp nhận chịu thua trước bố Hân, ông đã nói rõ với anh đây là do ông quá yêu con gái, không muốn nhìn thấy con gái suốt ngày ủ rũ u uất nên mới làm vậy. Hoàn toàn không phải do Hân mè nheo bảo ông ép buộc anh. Nghe thì nghe vậy, nhưng anh thấy khó lòng mà tin nổi. Nếu Hân không có tác động gì thì sao ông lại dồn ép anh đến mức không cưới con gái anh thì không xong chứ. Nhưng mà thôi, dù gì ván đã đóng thuyền rồi, một kẻ không cha không mẹ, họ hàng thân thích cũng không như anh, đấu sao nổi với gia thế của người ta. Em xong rồi đấy, anh đánh răng đi, em đi thay đồ. Hân hổ hởi đi ra, nói với anh xong không chờ anh đáp lại liền đi vào trong phòng quần áo riêng của mình. Hôm nay cô cho phép mình tự huyễn hoặc bản thân một hôm, rằng anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng nên mới có vẻ mặt cau có khó chịu vừa nãy. Nam cười khẩy đứng dậy, nói với vào trong phòng bằng giọng lạnh lùng. Mặc đơn giản thôi, đừng trưng diện quá mất thời gian của tôi. Nụ cười trên môi Hân dần mất đi sự tự nhiên, ánh mắt của cô bất giác lia đến chiếc bụng phẳng lì của mình, khóe môi lại một lần nữa cong lên. Không sao, chỉ cần có dịp phù hợp,
Khi cô nói cho anh biết về tin vui này, cô tin chắc rằng anh sẽ dần thay đổi thái độ với cô thôi. Từng cảnh vật lướt qua mắt Hân rồi dần dần chậm lại. Hình ảnh tòa nhà công ty cổ phần tập đoàn M dần hiện ra. Chiếc xe dừng hẳn. Hân quay sang nhìn Nam đang ngồi ở ghế lái. Anh cũng đang quay sang nhìn cô. May mà vẫn kịp giờ. Sau ăn thì ăn lẹ dùm cái. Tôi vào làm đây, em lái xe về cẩn thận. Nam vẫn luôn như vậy. Khi anh bực bội cô thì một nửa câu sẽ có hàm ý trách móc, một nửa vế còn lại sẽ dùng những cụm từ quan tâm một cách khách sáo với cô. Cô từng hỏi anh sao lại có thái độ như vậy với cô. Lúc đó anh cười khẩy đáp lại. Anh cho dù cô không thích cô thật, nhưng anh không muốn làm ra điều gì ép người ta quá đáng. Điển hình như... Nói đến đó anh dừng lại. Có lẽ anh biết vì sao cô có thể tự suy ra được là anh đang muốn nói đến bố cô, hoặc là giữ chút tế nhị còn lại, không mắng chửi hay khích đẻo bố mẹ người khác trước mặt con của họ. Hân cười nửa môi, xua đi ký ức không hay đó, gật đầu với anh. Anh đi làm vui vẻ, trưa nay em lại làm cơm mang qua cho anh nhé. Đang ốm thì ở nhà đi. Anh biết em ốm sao còn trách em ăn chậm. Hân buột miệng nói ra lời trách cứ anh. Cô biết dù cô có bày ra trò gì trước mặt anh đều không đếm xỉa. Cô cũng định tự tiêu hóa cảm giác ấm ức này một mình, nhưng không hiểu sao nay lại bộc lộ ra. Có lẽ là vì ảnh hưởng của hormone trong thời kỳ đầu mang thai. Nam không đáp, cởi dây an toàn rồi cầm cặp táp xuống xe. Cô đột nhiên thấy ấm ức vô cùng. Chẳng lẽ tình yêu của cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ lay chuyển được tấm lòng như băng đá kia của anh thật sao? Một cảm giác nghẹn ngào bắt đầu cuồn cuộn nổi lên trong lồng ngực cô. Ngay khi nó vừa có ý định trào ra, khóe mắt đang dần ươn ướt, thì đột nhiên có bàn tay thò vào từ cửa sổ đưa cho cô túi bánh, là loại cô rất thích. Hân ngẩn người, dương cả mắt đỏ hoe lên. Thấy Nam đứng bên ngoài cửa ghế phụ, mặt mũi hớn hở. Nãy mua thuốc ở cạnh hàng bánh, thấy cô khuyến mại nên tôi mua mấy cái. Nhưng tôi không ăn loại này bao giờ, nên là cho em đấy. Nói xong, Nam thả nó luôn ở trên đùi của Hân. Cô vội vàng chộp lấy, gương mặt liền trở nên rạng rỡ như một đứa trẻ. Bữa trưa thì tùy em, thích thì làm, không thì thôi. Đừng để bố em thấy rồi nghĩ tôi ép uổng gì em là được. Nam nói xong rồi lập tức rời đi như bị ma đuổi. Mà đúng là anh bị cảm xúc quái lạ không tên đang theo đuổi dồn dập anh từ giây lát. Anh đi vòng qua xe, tình cờ thấy bóng dáng Hân đang cúi gằm mặt, người run rẩy như kìm nén để không bật khóc. Anh thật sự rất bối rối. Bình thường dù anh lạnh nhạt đến mấy, Hân cứ trơ trơ mặt ra cười, nhưng nay cô như vậy khiến anh rất bất ngờ. Anh sực nhớ đến túi bánh trong cặp lúc anh đi mua thuốc cho cô. Thấy hàng bánh bên cạnh là loại bánh Hân hay ăn, nhìn thấy nó anh nhanh chân chạy sang mua, vì sợ anh rất thích ăn loại này. Vừa trả tiền, anh vừa nói mấy câu về sở thích của vợ, làm cô bán bánh nghĩ rằng anh là kiểu người chồng thương vợ, liền giảm giá cho một nửa. Khi thanh toán xong, nhìn lại túi bánh trong tay không khỏi khiến anh hoảng hốt. Anh bị làm sao vậy? Sao lại đột nhiên nhớ đến Hân khi thấy loại bánh đó? Lại còn rất vui khi được cô bán hàng giảm giá cho, lại còn định đi ra đưa cho Hân nữa chứ. Không ai hiểu rằng lúc đó anh đã hoảng loạn đến mức nào, cứ như anh vừa đi ăn trộm cái gì không bằng. Một lần nữa, não bộ lại thôi miên anh bằng một cái cớ hợp lý, rồi tổng kết lại không phải anh đang yêu thương gì Hân hết. Anh mới hài lòng nhét túi bánh vào lại trong cặp táp. Xét cho cùng, đó mới là nguyên do làm anh suýt muộn làm như là vừa rồi. Nam thở phào, cũng may nhờ có nó mà làm giảm đi cảm giác tội lỗi của anh. Đúng là anh không yêu Hân, nên Hân có buồn hay vui cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng có khóc thì đừng khóc trước mặt anh. Anh đâu phải loại người tồi tệ thích làm cho phụ nữ khóc. Qua lớp kính một chiều của quán cà phê dưới tòa công ty, nằm ngay sát mặt đường, Nam mơ hồ thấy nét mặt Hân đang ngắm nghía túi bánh một cách vui vẻ. Như thể đó là báu vật gì đó to tát lắm. Trẻ con hết sức. Nam định cong môi cười, lại nhớ ra cái gì, tự tát vào mặt mình một cái. Cười cái gì mà cười, đáng cười lắm à. Cố xua đi cảm xúc phức tạp một lần nữa,
muốn ngóc đầu dậy, Nam đi vào công ty, bắt đầu khoác lên mình hình tượng người sếp gần gũi thân thiện, là điều mà Hân mong ước có được mỗi ngày, mà anh vĩnh viễn không muốn bộc lộ nó với cô. Mặt trời dần lên cao, nhưng ánh nắng đọng lại trên mặt đất chỉ có một màu vàng mờ nhạt, bởi thời tiết đang đi vào những ngày chớm đông. Thời tiết se lạnh, cái nắng cũng dễ chịu hơn hẳn, đến cả người dễ đổ mồ hôi như Hân đi bộ được một quãng khá dài vẫn không hề cảm thấy nóng. Hân đi bộ đến tòa nhà công ty Nam làm việc, cầm hộp cơm được bọc bằng vải có họa tiết đáng yêu trên tay, cô tươi cười đi vào trong tòa nhà. "Ôi chị Hân, nay chị lại đưa cơm đến cho anh Nam ạ." Hân tươi cười đáp lại Chi, trưởng ban lễ tân tại công ty. "Ừ đúng rồi, đang giờ nghỉ trưa mà em vẫn phải trực hả?" "Dạ vâng chị, sếp tổng mà thấy chỗ này trống chỉ một phút thôi là tụi em đi đời mất. Mà nay chị đưa cơm muộn thế, gần 12 rưỡi rồi." "À, nay chị có chút việc giữa chừng ấy mà. Thôi, chị đi đã, không lỡ giờ cơm của anh Nam nhé." Hân vẫy tay chào cô lễ tân rồi đi vào thang máy, không hề để ý Chi dường như có gì đó muốn nói với cô. Trong công ty đang rộ lên tin tức sếp Nam đang có ý với trợ lý mới. Tầm này Chi biết anh đang ở với cô trợ lý mới kia, định gọi Hân lại để cản cô. Chi thở dài lắc đầu. "Thôi kệ vậy, có cô vợ vừa xinh vừa giàu như thế, làm kiếp chạn vương mà cũng không biết điều." Nam hắt xì liên tục, bất giác ngẩng đầu lên nhìn nhiệt độ điều hòa 26 độ C. "Quái lạ, có lạnh lắm đâu nhỉ, mà sáng giờ anh cứ hắt xì liên tục. Chẳng lẽ lây bệnh của Hân ư?" "Nhưng mà Hân cũng có ốm nặng mấy đâu, chỉ có nhức đầu, họng bị đờm và ho nhẹ thôi mà." "Sếp, anh không có ốm đấy chứ, sáng giờ em thấy anh cứ hắt hơi liên tục ấy." Điên, cô trợ lý mới được tuyển vào gần một tháng đi qua hỏi Nam. Nam cười hiền. "Không, anh không, chắc là do nay thời tiết sắp chuyển mùa sang mùa đông nên anh vậy thôi, tí là hết ấy mà." "Sếp cẩn thận đấy, lỡ anh có mệnh hệ gì là chị Hân lại qua làm một bài thuyết trình nguyên một buổi cho tụi em mất." Nam hơi cau mày. Nếu anh đủ tinh tế sẽ nhận ra Tiên có hàm ý mỉa mai trong câu nói. Nhưng anh lại chỉ nhớ đến một chuyện. Cách đây không lâu, anh bị ốm nặng do một nhân viên cũ sơ suất để nhiệt độ điều hòa quá thấp. Anh lại có tật làm việc tập trung một cái là quên hết mọi thứ. Đến khi phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn. Nhân lúc anh không có ở công ty, Hân đã lên làm loạn một trận với các cấp dưới của anh. Dù qua miệng của mọi người kể lại, Hân đến có tặng quà tẩm bổ cho từng nhân viên, rồi nhắc nhở mọi người để ý đến không khí làm việc một chút. Nhưng với cái tính thích làm quá lên mọi chuyện của cô, anh tin chắc thực tế không hề đơn giản như vậy. Tiếc là anh không hề hiểu rằng vì cô quá yêu anh, quá lo cho anh nên mới làm vậy. Sau này ngộ ra mọi chuyện, điều còn đọng lại trong anh là nỗi day dứt và ân hận dày vò anh không ngừng. Nhưng đó vẫn là chuyện của sau này mà thôi. Nam cười trừ. Tính chị Hân là thế, có gì em đừng để ý. Tiên trố mắt phẩy tay liên tục. Sếp bị làm sao ấy, em mà có người quan tâm em như thế, em đội người ta lên đầu còn không được ấy chứ. Bữa em còn thấy chị Lan phòng mình khoe quà tẩm bổ nữa, chị Hân tặng đấy, không dám ăn vì quá đắt tiền kia kìa. Nam cong môi cười như là không cười. Đội người ta lên đầu còn không được sao? Sao anh chỉ thấy bực bội, khó chịu và phiền hà thôi. Ủa mà sếp ăn cơm chưa? Hình như em không thấy sếp xuống căng tin. À anh chưa, sáng anh ăn xôi hơi nhiều, bụng vẫn còn no. No bụng hay là không phải là cơm chị nhà đưa nên là anh không ăn? Tiên cười lém lỉnh. Nam chột dạ. Sáng nay nghe Hân muốn làm cơm trưa cho anh đã bảo nhân viên cắt suất của mình dưới nhà ăn thật. Đúng hơn thì đồ ăn Hân làm rất hợp khẩu vị của anh. Hôm nào cô bận mà không đưa đồ ăn đến, anh ăn đồ người khác nấu liền thấy nhạt mồm nhạt miệng liền. Bậy bạ, anh... Tiên đột nhiên làm dấu im lặng, nghiêm trọng ra mặt. Sếp ngồi yên, có con bọ đang bám ở đằng sau tóc của sếp, để em bắt nó. Nam lập tức nuốt nước bọt, phối hợp theo lời của Tiên. Con người ai cũng có nỗi sợ hay nỗi ám ảnh của riêng mình. Với Nam,
Đó chính là mấy thứ côn trùng sâu bọ gớm ghiếc này. Tiên bổ nhào đến bên người nam, tay quơ ra sau, vốn đang định tóm con bọ bám vào nơi tóc gáy của anh, lại bị trượt chân, toàn bộ cơ thể của cô đổ lên người anh. Ui cha mẹ ơi! Nam hoảng hồn đỡ lấy Tiên. Nếu không phải Tiên thấp hơn anh một cái đầu, thì cái cằm anh ăn trọn cú đập đầu của Tiên rồi. Nhưng bù lại thì lồng ngực anh lại hứng chịu thay. Thôi, vẫn đỡ điếng người hơn so với việc bị dập cằm. Ôi, em xin lỗi sếp, dép của em trơn quá. Không sao, không sao, em không sao là được rồi. Nam đỡ Tiên đứng thẳng dậy, cười toét toét với Tiên để trấn an cô. Chợt anh cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Nam nhìn về cửa văn phòng, giật mình thon thót khi thấy Hân đang đứng đờ ở đó. Mà quái lạ, hà cớ gì anh phải giật mình? Nam đằng hắng nói với Hân. Hân, em đến đây từ bao giờ thế? Tiên ngơ ngác nhìn theo hướng Nam đang nhìn. Thấy bóng dáng Hân đứng đó, lập tức cuống lên, cúi đầu chào cô. Chị Hân, em chào chị mới đến ạ. Hân muốn cười nhưng cười không nổi. Ruột gan của cô giờ đây như thể đang bị tay ai đó vo lấy rồi trộn lại với nhau, quặn thắt, đau đến nghẹt thở. Về đạo đức của anh, cô chưa bao giờ nghi ngờ. Nếu cô đã chẳng cố chấp yêu anh bao nhiêu năm qua, dù anh chưa khi nào đáp lại tình cảm đó rồi, bởi cô biết anh rất tốt, tốt đến mức không yêu cô, thậm chí có chút ghét cô, nhưng vẫn luôn giữ mức lịch sự cơ bản nhất. Điều khiến cho cô đau đớn là thái độ thân thiện, nụ cười toe toét hiền từ của anh đối với người khác, là câu nói em không sao là được rồi kia. Có lần cô cũng vì hụt chân mà ngã đập lên người anh. Phản ứng đầu tiên của anh là đẩy cô ra như là đuổi hổi, rồi mắng cô đi đứng không cẩn thận. Mà có ngã thì cũng tránh xa anh ra, đừng gây thêm phiền toái cho anh. Cô lúc ấy chỉ biết cười trừ. Ở đó, cô luôn hiểu rõ anh không yêu cô. Cô tự chấp nhận và nghĩ rằng nếu tình yêu của cô đủ lớn sẽ khiến anh thay đổi. Nhưng quá trình đi đến cái đích chờ cho lòng anh chuyển hướng về cô sao lâu quá, cũng rất đau nữa. Lắm lúc cô thầm nghĩ, không biết cô có thể chờ nổi đến ngày hái được quả ngọt hay lại kiệt sức giữa chừng đây nữa. Hân cong môi, cố tạo nên dáng vẻ tự nhiên, đi vào để cơ mở dãy bàn sát cửa nhất. Không, chị đến được một lúc rồi, chị đem cơm cho anh Nam. Anh ăn vui vẻ nhé, em về trước đây. Chị về nhé Tiên. Hân nói xong lập tức quay người rời đi. Tiên gái đầu, mặt bất lực, nhưng ánh nhìn Nam thì lại đầy ẩn ý. Thôi xong rồi, có phải vợ sếp hiểu lầm em không? Em... Không có đâu, kệ cô ấy, em cứ an tâm làm việc đi. Nam hờ hững đáp lại Tiên, rồi đi tới bên bàn Hân để cơm. Anh cầm hộp cơm lên, mày nhíu chặt. Sếp, anh không định đuổi theo chị Hân à? Em thấy hình như chị đang hiểu lầm gì đó thật rồi đấy. Anh đã nói không có là không có. Em về bàn chuẩn bị làm việc đi, sắp đến giờ làm rồi. Dạ vâng. Tiên rời đi trong sự bối rối, để lại một mình Nam trong văn phòng, đứng ngắm nghía hộp cơm. Bình thường khi đưa cơm cho Nam, cô ta đều đưa rất đúng giờ, nay lại đưa muộn hơn 30 phút, còn không đưa tận tay anh như mọi khi. Chả lẽ cô ta thấy cảnh anh với Tiên hồi nãy rồi hiểu nhầm gì anh à? Nam bật cười, trong người lại dấy lên cảm giác khó chịu. Cô ta đang cho anh thành cái loại người gì vậy? Đúng là anh không yêu cô ta, nhưng không đồng nghĩa anh sẽ hạ thấp chuẩn mực đạo đức của mình xuống ngang hàng với những loại súc vật lăng nhăng, nhắng nhít khi đã kết hôn rồi như vậy. Anh phát cáu, cầm hộp cơm đi ra thùng rác bên ngoài hành lang văn phòng, ngó xung quanh không thấy ai đi lại, lập tức mở hộp, chút toàn bộ cơm vào thùng rác. Anh hờ lạnh, sự khó chịu trong anh cũng theo đó mà vơi đi phần nào. Anh quay người định đi vào lại văn phòng, chợt đứng khựng lại khi thấy Hân đang đứng ở ngã rẽ hành lang đối diện anh. Nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt mở to hết cỡ, hai dòng lệ chảy dài xuống. Nam định lên tiếng, Hân quay người đi. Cô bịt miệng mình lại, không cho phép mình bật khóc thành tiếng. Thấy thang máy gần đó có đám người chuẩn bị ùa ra,
Có lẽ là nhân viên nghỉ trưa xong về văn phòng làm việc trở lại. Hân hoảng loạn chạy vào cầu thang bộ ngay bên cạnh. Mắt cô đang mở đi vì nước mắt không ngừng tuôn trào. Bình thường anh chưa bao giờ khen cô nấu ăn ngon, nhưng hộp cơm nhận về luôn được vét hết sạch. Lúc đó cô còn nghĩ anh thích đầu cô nấu, nhưng vì không thích cô nên mới không nói ra. Hóa ra sự thật là anh chưa bao giờ ăn nó mà luôn đổ đi như vậy sao? Cô bắt đầu choáng váng, mặt mày xây sẩm. Không được, cô phải bình tĩnh. Cô đang đi thang bộ, không cẩn thận thì con cô sẽ... Vừa mới nghĩ đến đó, người cô đột nhiên hẫng đi một nhịp. Không được, cô đã bảo là không được mà. Trước khi cô ngất đi, cô vẫn kịp cảm nhận cơn đau do cơ thể va đập với cầu thang chuyển đến. Nhưng buồn cười là cô lại suy nghĩ rằng nó vẫn chẳng đau đớn bằng nỗi đau trong lòng đang càng ngày càng lan rộng hơn của cô. Không khí lạnh bắt đầu tràn về, tiết trời buốt hơn hẳn, ánh nắng chẳng còn len lỏi nổi qua đám mây âm u dày đặc. Hàng cây bàng ngoài cửa sổ phòng bệnh dần chút xuống những lớp lá già cỗi. Gió lạnh liên tục đảo qua đảo lại, tạo nên âm thanh xào xạc khô khốc, khiến cho quang cảnh trở nên tiêu điều hơn hẳn. Mà cũng có thể là do lòng nam đang thấy thế chứ chẳng phải bởi cảnh vật. Sột soạt, nghe thấy tiếng động, nam giật mình, lập tức đóng cửa sổ lại, đi tới bên giường bệnh. Nhìn Hân vẫn đang ngủ yên trên giường, mày chỉ hơi nhíu lại. Nam thở dài buồn bã. Cô đã hôn mê được 3 ngày nay, anh còn tưởng cô tỉnh lại rồi chứ. Anh mím chặt môi, khẽ khàng sờ lên bụng của cô. Giọng nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai Nam. Bệnh nhân đang mang thai, nếu tâm trạng không tốt, lại không chăm chút bồi bổ cho cơ thể nhiều hơn thì sẽ yếu hơn lúc bình thường. May cho anh là cơn chấn động không quá mạnh nên thai vẫn tốt đấy. Làm chồng kiểu gì mà để cho vợ leo thang bộ một mình thì không biết. Khi ấy Nam chỉ biết ái ngại cười trừ. Dừng một chút để kiểm tra thêm cho cơ thể của Hân, bác sĩ lại tiếp tục. Bình thường vợ chồng anh không tình cảm mấy à? Dù chỉ bị chấn động nhẹ nhưng cơ thể này vẫn chưa tỉnh, là vì cơ thể không muốn đấy. Điều này chỉ xảy ra ở những người có khúc mắc tâm lý với cuộc sống thực tại thôi. Lúc đó anh đã đáp sao nhỉ? À, anh biết nói gì đâu mà đáp lại, chỉ biết im lặng nghe bác sĩ giáo huấn một tràng. May mà con anh không sao, nếu không anh sẽ hối hận cả đời mất. Anh kéo ghế ngồi xuống, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng chạm lên tay Hân. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động chạm vào tay Hân sau ngày diễn ra đám cưới của hai người. Tay của cô vẫn mịn màng, mềm mại, có chút giống tay của trẻ con. Đôi lúc anh tự nghĩ, nếu không có sự ép buộc đó của bố cô, có phải anh và cô đã khác? Có thể anh đã yêu cô và đối xử với cô một cách nâng niu hơn. Nghĩ đến đó, anh lập tức phì cười. Không, nếu bố cô không ép cô, anh vẫn sẽ chỉ dừng lại ở việc coi cô là em gái thôi. Bởi anh biết anh không xứng với một nàng tiểu thư đáng yêu như cô. Hân, tôi xin lỗi. Em có thể tỉnh dậy, nhận lời xin lỗi của tôi không? Lúc đó là tôi không đúng. Tôi nên đuổi theo em. Nếu tôi chịu đuổi theo em, có lẽ em đã không bị như thế này. Cơ thể của Hân đột nhiên có phản ứng mạnh. Cô thở hắt ra, miệng dần mở rộng. Anh đứng bật dậy mừng rỡ nhìn cô. Có phải cô tỉnh rồi không? Nhưng mà sao trông mặt cô nhăn nhúm thế này? Người Hân bắt đầu co giật, mặt tím tái. Họng cô phát ra tiếng thở khò khè. Tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu phát ra những âm thanh tít tít chói tai. Nam hoảng loạn, bấm nút gọi khẩn cấp ở đầu giường, rồi chạy ra ngoài hành lang hô hoán. Bác sĩ, có ai không bác sĩ ơi? Vợ em có chuyện rồi, mau cứu với bác sĩ ơi. Nghe tiếng la hét của anh, một tốp bác sĩ lẫn y tá lập tức xuất hiện chạy vào. Không được rồi, mau tiến hành kích tim cho bệnh nhân. Nam đứng bên ngoài, nhìn bác sĩ và y tá vây kín giường bệnh Hân đang nằm. Tay chân anh run lẩy bẩy, một cảm giác bất an sộc lên trên tận đỉnh đầu của anh. Nam nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, tai anh ù đi, chẳng còn nghe thấy bác sĩ hay là y tá nói gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng tít tít rất hỗn loạn đang chạy quanh tai mình, là tiếng máy đo nhịp tim. Nam nặng nề đi tới gần chiếc máy, nhìn những đường rích rắc có quy luật đang dần chuyển sang một đường thẳng. Một đường mỏng manh thôi,
nhưng lại như mũi tên lao tới, găm thẳng vào tim anh, xé rách, tạo nên một lỗ hổng lớn rồi xuyên thẳng qua người anh không một chút thương tiếc. Nam choáng váng, nước mắt theo phản xạ lập tức tuôn trào như thác đổ. Trong đôi mắt mờ đục, có một bác sĩ bước tới bên Nam, cất lên lời nói quen thuộc thường nghe thấy trên những bộ phim truyền hình. Âm thanh ồm ồm dễ nghe, nay lại như tiếng của ma quỷ Diêm Vương đòi mạng anh. Mong anh đừng quá đau buồn. Nam ngã xuống, dường như anh cảm nhận được nhịp tim của anh cũng đang hòa lẫn vào với tiếng tít kéo dài, chói tai, khó nghe kia. Trong khung cảnh được bao trùm bởi bóng tối, thời gian tưởng chừng như vô tận, Nam không biết mình mất đi ý thức được bao lâu, thì có một âm thanh quen thuộc vang lên làm anh như được sống lại. Nam, anh Nam, anh Nam. Là giọng của Hân. Tia ý nghĩ đó vừa lóe lên, Nam lập tức bừng tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là gương mặt ngơ ngẩn của Hân. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi anh. Anh nhìn quanh, vẫn là phòng bệnh Hân nằm mấy hôm nay. Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh sao thế? Anh ngủ mơ thấy ác mộng à? Em thấy anh cứ nằm ú ớ mãi. Ra là mơ sao? Nam ngẩn người, một cảm xúc khó tả len vào từng thớ thịt của anh. Nam thử tự cấu đùi mình. Đau, anh đờ đẫn nhìn Hân, tay run run chạm nhẹ vào má cô. Em vẫn sống. Vẻ mặt của Hân càng thêm khó hiểu. Cô chỉ mới ngủ có một giấc gì đó thôi mà, sao anh như biến thành một con người khác vậy? Anh nói gì kỳ vậy? Chẳng lẽ anh muốn em đi đời lắm hả? Hân vừa mới dứt câu liền bị Nam dùng tay bịt miệng lại. Anh đặt tay lên môi mình, ra dấu im lặng. Không được nói bậy bạ. Ờ nhỉ, cô quên mất trong người mình còn đang mang thêm một trọng trách lớn lao. Bỏ qua thái độ kỳ lạ của anh, cô gỡ tay anh ra. Còn chúng ta vẫn ổn. Hân thở phào nhẹ nhõm, lập tức cúi xuống sờ bộ mình. Đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô, là hy vọng có thể khiến cho thái độ của Nam đối với cô thay đổi. Cô thật sự không tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu bản thân cô để bé nó xảy ra mệnh hệ gì nữa. Có khi nào Nam sẽ xử lý cô luôn không? Hân thoáng rùng mình. Điều đó lọt vào mắt Nam lại mang theo hàm ý khác. Anh ngồi xuống, vuốt mặt vẻ mệt mỏi. Mấy hôm nay vừa đi làm, vừa tranh thủ trông cô, anh không được nghỉ ngơi đầy đủ cả mấy hôm liền rồi. Là lỗi của tôi, em đừng tự trách mình. Để tôi đi gọi bác sĩ vào kiểm tra lại xem sao. Anh rời đi. Không hiểu sao cô cảm thấy thái độ của anh có chút mềm mỏng hơn hẳn. Lời nói dù còn khô khan nhưng không có ý tứ lạnh lùng như trước nữa. Chả lẽ là vì anh đã biết mình có con rồi nên thế sao? Thời gian mang thai mấy tháng liên tiếp sau đó càng kiểm chứng rõ ràng hơn cho suy nghĩ của cô. Quả thực thái độ và cách cư xử của anh đối với cô khác hẳn. Ôn hòa hơn, mềm mại hơn, sự quan tâm cũng dần một tăng lên hơn. Nhưng cô hiểu đó chẳng qua bởi vì cô đang mang trong mình giọt máu của anh, là người thân máu mủ duy nhất của anh hiện tại mà thôi. Dù vậy, cô vẫn rất vui. Chí ít nhờ có nó mà cô được hưởng thụ những thứ mà trước đây cô không có. Nụ cười của anh, sự tương tác thân mật giữa hai người với nhau, sự quan tâm từng bữa cơm giấc ngủ của anh dành cho cô. Cô ước rằng những điều này sẽ kéo dài mãi. Nhưng cuộc sống mà, chẳng phải ngẫu nhiên. Ông cha ta có câu, niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Sau những ngày tháng hưởng thụ niềm hạnh phúc cô có được nhờ đứa con trong bụng mình, rồi cũng đến một ngày cô một lần nữa phải tỉnh mộng. Đúng hơn là cô bị vùi dập cho tỉnh ra, tỉnh đến mức khiến cho một người cố chấp như cô phải buông xuống thứ tình yêu sắc như dao cạo, làm cô bị thương khắp mình mẩy này. Ai chà, bé mới hơn 8 tháng mà lớn thế. Hai vợ chồng ở nhà chắc khéo chăm con lắm đúng không? Lại còn bị tiêm mà không khóc nữa, ngủ say thế, trộm vía. Khéo sau này bé cũng cá tính lắm đây. Bác sĩ tiêm phòng nở một nụ cười tươi rói sau khi rút kim tiêm ra khỏi người con gái của cô. Hân nghe bác sĩ nói mà không biết là nên vui hay nên buồn. Đúng là Nam rất khéo chăm con, nhưng sau dứt thời gian ở cữ, thái độ của Nam đối với cô lại dần dà quay về như trước. Cảm ơn bác sĩ, trộm vía, bé nhà em cũng ngoan, không gắt ngủ hay là quấy khóc nhiều ạ. Được thế thì thích quá,
đúng là ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Chúc cho bé luôn khỏe mạnh nhé. Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy là xong rồi đúng không ạ? Ừ, xong rồi đấy. Hai mẹ con có thể ngồi chờ thêm 30 phút đến 1 tiếng xem là bé có phản ứng lạ gì không. Nếu không thì yên tâm mà về thôi. Dạ vâng, vậy em ra ngoài ngồi chờ ạ. Sau khi thấy con an toàn, Hân ôm con gái ra về. Trong lúc chờ tài xế qua đón, con gái cô có quấy nhẹ. Hân bèn lấy quả bóng con thích cầm ra chơi với con. Đột nhiên có một tiếng sấm vang lên làm cô giật mình, đánh rơi quả bóng ra đường. Hân nhìn xung quanh, may chỗ tiêm phòng nằm ở đường khá vắng vẻ. Thấy không có ai, Hân liền nhanh chân chạy ra nhặt lấy. Âm thanh bíp còi chói tai vang lên là điều mà Hân không mong muốn nghe thấy lúc này nhất. Đến khi cô quay lại nhìn thì đã quá muộn. Ngồi trong bệnh viện, Hân tươi cười nhìn con gái vẫn bình an. May lúc đó chiếc xe tuy bị mất lái nhưng vẫn kịp lách khỏi hai mẹ con cô. Do quá hoảng loạn nên cô bị ngã mà thôi. Con gái được cô ôm kín bưng trong lòng nên không có bị làm sao. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Nam chạy sộc vào, quần áo xộc xệch, cuống cuồng hết cả lên. Con gái tôi đâu? Con gái tôi có sao không? Nam dứt lời liền trực tiếp ẵm luôn con gái vào lòng, cẩn thận quan sát khắp người bé. Hân có chút nghẹn lại. Cô ngồi đây, vết chảy xước lộ ra khắp người anh không thấy. Điều đầu tiên anh quan tâm chỉ có đứa bé thôi sao? Cô bây giờ đã làm mẹ, đương nhiên cô hiểu rõ con cái đối với bố mẹ của chúng quan trọng đến mức nào. Nhưng rõ ràng anh có thể hỏi hai mẹ con có sao không mà, đúng không? Như vậy chẳng quá rõ ràng rằng anh chưa bao giờ đặt cô vào trong lòng anh, dù một chút mép bên ngoài thôi cũng vậy hay sao? Cô đi đứng kiểu gì mà để cho con tôi ngã hết lần này đến lần khác thế hả? Nhắm có làm mẹ nổi không đấy? Không thì cút đi. Nam nổi đoá. Đây không phải lần đầu Nam đang đi làm thì hay tin Hân đưa con gái ra ngoài rồi có chuyện. Mãi rồi Nam không biết thật sự Hân có yêu đứa con này hay không nữa. Hân bàng hoàng nói không nên lời. Bây giờ Nam mới để ý đến những vết chảy xước trên người Hân. Anh ý thức được mình lỡ lời, nhưng cơn nóng giận vẫn chưa nguôi ngoai. Anh đành thở hắt ra để giảm bớt sự nóng nảy, gằn giọng. Bóng bó cho xong đi, không có gì quá nặng thì mau về, ở công ty còn nhiều việc. Nam nói xong, ôm con gái đi ra ngoài, để lại Hân trong sự ngơ ngác. Nếu không phải vì vết thương bắt đầu rát lên, cô tưởng mình đang mơ thấy ác mộng. Người đàn ông mà cô đem lòng yêu gần 5 năm trời, còn mới hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh cho anh. Đổi lại cô nhận được gì vậy? Không làm mẹ được thì cút đi ư? Vậy là hóa ra đến cuối cùng anh cho cô cái danh phận là em gái, rồi nhảy sang mẹ của con anh thôi sao? Anh chưa khi nào thật sự coi cô là người anh yêu, là vợ anh cưới về, rồi sau đó mới là mẹ của con anh sao? Cho dù cô đã hy sinh nhiều đến vậy, luôn coi anh trên cả bản thân mình, còn chấp nhận cửa sinh là cửa tử để sinh con cho anh, cuối cùng đọng lại trong lòng anh nó chẳng là gì cả thật sao? Hân bật cười, cười chảy cả nước mắt. Cô ngã nằm ra giường bệnh để mặc cho nước mắt chảy xuống hai bên thái dương, làm ướt cả tai cô. Sao bây giờ cô khó thở quá, nhưng cô chẳng tha thiết gì chuyện muốn hít thở tiếp nữa. Lần đầu tiên cô thành tâm cảm nhận được cái lợi của việc giàu có. Đến cả đi bệnh viện, bệnh dù nhẹ dù nặng cũng được có phòng bệnh riêng như thế này. Cái lợi mà cô muốn nói đến đó là để cô được thoải mái chút hết nỗi lòng ra mà không phải ái ngại có người xung quanh mình. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy mình bất lực đến vậy. Lần đầu tiên cô không thể kiếm được cái cớ nào để cố gắng tiếp được nữa. 5 năm yêu anh, cô chưa khi nào thật sự hạnh phúc. Cô có cười, có vui trước mặt anh đều là vì cô tự huyễn hoặc bản thân mình, hoặc là cố gắng thôi miên bản thân rằng anh sắp thay đổi rồi. Nhưng bây giờ cô mệt quá. Con người mà cũng phải có lúc kiệt quệ thôi, đúng không? Bên ngoài phòng bệnh đứng chờ một lúc vẫn chưa thấy Hân ra. Nam bắt đầu thấy lo lắng. Nghĩ lại lời anh vừa quát tháo cô, anh đúng là có phần quá đáng. Thật ra lý do đằng sau khiến anh nóng nảy đến mức độ đó là bởi lời xì xầm mỉa mai lại lần nữa nổi lên xung quanh anh, bám giết anh không thôi mấy tháng nay. Ngày trước
Họ mỉa mai anh chó chui gầm chạn, nay lại cười đùa hỏi anh cháu gái của tập đoàn M lại mang họ của con rể vô danh như anh được sao? Còn hỏi anh không biết nó sẽ thừa kế được gia sản gì từ bố nó. Những con người đó đều là giám đốc hoặc tổng giám đốc của các công ty con khác trong tập đoàn, là những người thật sự có gia thế hoặc được tuyển chọn gắt gao. Họ chưa bao giờ công nhận năng lực của anh mà luôn sau lưng anh bàn tán như vậy. Mỗi lúc nghĩ về những lời đàm tiếu tiêu cực đó, niềm an ủi duy nhất của anh là cô con gái bé bỏng này. Bé con là người thân duy nhất của anh hiện tại, nên nếu bé có mệnh hệ gì, anh sẽ phát điên mất. Nam thở dài, nhưng Hân cũng đâu có làm gì sai mà bị anh mắng đến mức như vậy. Vốn dĩ sau khi thấy Hân sinh con cho anh xong, anh dần có ý định là sẽ làm lại từ đầu với cô. Nhưng những lời đàm tiếu kia lại một lần nữa xoáy sâu vào vết thương bị ép kết hôn, rồi mang tiếng chó chui gầm chạn bấy lâu nay của anh. Nam lắc đầu, thôi bỏ qua đã, sao Hân lâu thế nhỉ? Nam mở cửa bước vào, định mở lời thúc giục Hân thì bị Hân đứng ngay trước cửa làm cho giật mình. Nhìn cặp mắt vào chóp mũi hơi đỏ của Hân, anh lại nói không nên lời. Hân cười nhẹ, cất giọng hơi khàn, về thôi, không lại lỡ việc của anh. Hân nói rồi cứ như vậy đi qua anh. Nam ngơ ngác, lần đầu tiên anh thấy cô nói chuyện với anh bằng chất giọng lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ Hân giận anh đến thế ư? Nam đóng cửa phòng lại, nhìn bóng dáng của Hân bước đi không ngừng. Anh nhanh chân bám theo sau, bối rối lên tiếng, chuyện hồi nãy tôi xin lỗi, tôi nóng nảy quá. Theo như lẽ thường, Hân sẽ tươi cười bỏ qua cho anh và lại vui vẻ bên anh. Nhưng hôm nay đáp lại anh chỉ có tiếng tinh của thang máy báo đã đến nơi. Cánh cửa thang máy mở ra, Hân bước vào, đứng nép một bên, ngẩn người nhìn vào một hướng vô định. Nam càng thấy khó hiểu. Đến lúc thang máy sắp đóng lại, anh mới có phản ứng, vội vội vàng vàng đi vào. Hân ấn nút rồi nhìn về cửa thang máy, trong suốt quá trình đó không hề liếc Nam lấy một cái. Nam thầm khen ngợi trình độ giận dỗi của Hân ngày càng tăng. Anh đằng hẵng, tôi còn có chút việc ở công ty thôi, giờ cũng gần 5 giờ chiều rồi, chi bằng tôi giao nó cho trợ lý làm, hai vợ chồng mình đi ăn nhà hàng gì đó đi. Anh im lặng một chút có được không? Nam giật mình, hả một tiếng rõ to, loát lại được cô vừa nói gì. Anh lại há hốc miệng một lần nữa, trong lòng anh lại cuộn lên sự khó chịu khó tả. Rốt cuộc là em làm sao vậy? Nãy đúng là tôi ăn nói có quá đáng, nhưng em xem lại em đi, có ai là mẹ mà suốt ngày... Nam thở hắt ra im bặt. Nếu anh còn nói tiếp, anh có thể sẽ thốt ra những lời nói đầy ác ý mất. Hân quay qua nhìn anh, ánh mắt của Hân khiến tim anh đột nhiên hẫng đi một nhịp. 3 năm biết nhau, hơn 1 năm cưới nhau và có con được gần 9 tháng. Chưa bao giờ anh thấy Hân dành cho anh một ánh mắt lạnh lùng lạ lẫm như vậy. Suốt ngày sao? Anh nói nốt đi, em vẫn đang nghe. Nam cau mày, né tránh ánh mắt của cô. Hai chúng ta đều đang nóng giận, để khi khác nói đi. Hân bật cười, vẫn đăm đăm nhìn anh. Tiền đề của làm mẹ là một đôi nam nữ nên duyên vợ chồng, nhưng anh đã bao giờ coi em là vợ chưa? Nam im lặng không đáp. Hân quay người, mệt mỏi gục đầu vào tường thang máy. Khi ấy, anh không biết rằng cú quay người đó lại kéo dài đến gần 10 năm. 8 giờ sáng ngày nghỉ, Nam mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng khóc của con. Anh nhìn sang bên cạnh, không thấy Hân đâu. Chẳng lẽ cô ấy đi chợ rồi à? Sớm thế. Nam nhổm người, vỗ về con gái một lúc. Bình thường anh chỉ cần vỗ vài vỗ, con gái lại ngủ lại. Bố Hân khi đến thăm cháu gái, điều ông hay khen nhất là cái nết dễ ăn dễ ngủ, dễ chăm của Hậu. Mà không chỉ riêng ông, mà bất kỳ ai tiếp xúc với con gái anh được một thời gian đều như vậy. Nhưng lạ quá, sau này con gái anh càng vỗ càng khóc tợn hơn vậy. Nam ngồi hẳn dậy trong trạng thái ngái ngủ, ôm con vào lòng để vỗ về. Tiếng khóc của con gái ngày càng dữ dội. Anh lo lắng sờ chán con. Không nóng, vậy là không có ốm mà. À, chắc là đói. Nam liền bế con đi quanh nhà tìm Hân, nhưng không thấy cô đâu. Mà con khóc to thế này, nếu Hân ở nhà thì chắc chắn cô ấy đã xuất hiện ngay rồi.
Anh bất lực ngồi vào bàn ăn. Bây giờ anh mới để ý, có một bình sữa đầy ắp trên bàn, đè lên hai tờ giấy. Chắc Hân đi đâu rồi, nhắn gì lại cho anh? Này còn bày đặt dùng giấy ghi à? Sao không nhắn tin vào điện thoại nhỉ? Anh cầm hộp sữa lên cho con gái uống trước. Con gái anh lại chỉ uống được có hai ngụm rồi lại khóc ré lên. Anh sốt ruột, đứng dậy ngó vào tờ giấy. Khi nhìn thấy dòng chữ to đùng đè trên giấy, anh tí nữa làm rơi cả cô con gái anh đang ôm trong tay. Đơn ly hôn. Nam kể đến đây thì bỗng tim anh nhói lên một cái. Lồng ngực lập tức quặn thắt, lập tức lấy tay ôm ngực. Hiền hậu nhìn bố đang khó thở, liền đứng dậy chạy qua vuốt ngực cho bố. Bố, bố sao thế? Bố khó chịu à? Nam gượng cười lắc đầu. Bố không sao. Hậu mím môi, mặt cau lại vì lo lắng. Nhìn dáng vẻ như bà cụ non của con bé khiến anh không khỏi bật cười. Cơn khó chịu trong lòng cũng dần vơi bớt. Càng lớn, trông Hậu càng giống mẹ của cô bé rõ rệt. Nên đôi lúc bị sự ân hận dày vò, chỉ cần thấy Hậu anh sẽ đỡ hẳn. Nét mặt quan tâm ấy y hệt như Hân ngày đó. Sau khi Hậu thấy bố mình có vẻ ổn hơn thì bảo, thôi mình đi ngủ nhé, khi khác bố kể tiếp cho con cũng được ạ. Nam gật đầu. Con gái của bố khéo quan tâm cho người khác quá. Con vào đọc sách một lúc đi rồi hãy ngủ, không là đau dạ dày đấy. Bố đi vứt túi rác cho đỡ mùi rồi bố vào ngủ với con. Dạ vâng ạ. Nam đứng dậy đi về phòng mình. Anh nằm xuống giường và thở dài thườn thượt. Anh muốn nuôi dạy con thành đứa trẻ luôn tràn đầy năng lượng và tươi sáng, nên không bao giờ bộc lộ bất cứ cảm xúc tiêu cực nào quá mức trước mặt con. Nam nhắm nghiền hai mắt, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện năm đó. Khi nhận được giấy đề nghị ly hôn của Hân, anh sốc vô cùng. Anh không hiểu mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn rồi mà cô lại đột nhiên muốn ly hôn là sao? Nam luôn thắc mắc như vậy, cho đến khi anh đọc được những dòng suy nghĩ mà Hân viết để lại cho anh ở trong ngăn kéo tủ, thì mới ngộ ra bản thân mình thật sự quá tệ hại. Anh luôn cho rằng Hân sẽ luôn yêu anh, cho dù anh có đối xử với cô như thế nào chăng nữa. Nên dù hôm trước anh trút ra lời cay độc khiến Hân tổn thân rất nhiều, nhưng anh lại chỉ nói một câu xin lỗi duy nhất rồi coi như xong chuyện. Mấy hôm sau đó Hân có thái độ khác hẳn. Anh lại chỉ cho rằng cô giận dỗi hơn mọi hôm mà thôi. Anh dường như chưa bao giờ xem cô là con người có cảm xúc. Anh cũng quên rằng cô là con gái, là phái nữ, là phái sẽ sống khá thiên về cảm xúc. Cũng nhờ chuyện đó, anh mới nhận ra mình đã xem Hân là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống. Không có cô còn hiện diện bên anh mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, cười nói, chăm sóc cho anh nữa, anh mới biết mình đã yêu cô từ bao giờ rồi. Chỉ vì anh quá ngu ngốc, quá ích kỷ, quá tồi tệ, chỉ đăm đăm nhìn vào những lời đàm tiếu vô nghĩa kia mà coi mọi thứ tốt đẹp mà Hân lẫn bố của cô dành cho anh thành cỏ rác. Từ khi anh cưới Hân, ông Hoàng vẫn luôn đối đãi với anh rất tốt. Có một lần tình cờ, anh nghe được ông Hoàng nói chuyện riêng với Hân. Anh biết được ông đã thật sự coi anh như con rể, còn khích lệ Hân cố gắng để anh có thể dần yêu cô. Nam bật cười cay đắng. Anh dần nhớ nụ cười ngây ngô của Hân, nhớ sự tủi thân nhanh chóng được xoa dịu bởi chút hành động an ủi nhỏ xíu của anh đối với cô. Nhớ từng cái ôm lén lút trước khi ngủ của cô, nhớ từng bữa cơm cô nấu. Nhưng ngày đó anh vẫn rất vô tình. Anh hờ hững với cô, anh không nhận ra tình cảm của mình và luôn cho rằng mình không yêu Hân. Bởi nếu yêu, nếu thương, anh đã không giày vò khiến cô đau đớn ngần ấy thời gian rồi. Nếu yêu, nếu thương, anh đã không dồn cô đến mức đường cùng, tự tay viết giấy đề nghị ly hôn với anh. Nam dằn vặt và tự trách, nhưng hối hận thì cũng đã quá muộn. Sau khi nhận giấy đề nghị ly hôn kèm theo chữ ký của Hân, Nam không còn gặp lại Hân nữa. Mọi thủ tục ly hôn, phân chia tài sản đều thông qua bố của Hân và quyền lực của ông. Một lần nữa, anh lại thấy bất lực trước quyền lực to lớn kia. Không phải vì ông ép buộc anh ký vào giấy ly hôn dù anh không muốn hay gì, mà vì nó lại có thể khiến anh nhận được giấy chứng nhận đã ly hôn từ tòa án mà không cần phải cùng Hân ra tòa để phân xử.
Đến bước này, bố, mà có lẽ giờ nên gọi là bác đi thì đúng hơn. Bác không mong muốn lắm, nhưng con biết đấy. Chỉ cần Hân cảm thấy vui vẻ và điều đó không phạm pháp, bác sẽ luôn chiều theo ý nó. Con biết, thời gian qua, con cảm ơn sự nâng đỡ của bác. Nhờ có bác mà con học được rất nhiều điều. Con nói thế làm bác ngại. Mọi chuyện cũng đều do bác ép con. Ông Hoàng thở dài. Sau bao năm đối diện với ông trong tâm trạng không được thoải mái, lần đầu tiên Nam dùng một tâm trạng bình thản hơn để nhìn ông. Để ý kỹ, hình như vết chân chim trên khóe mắt của ông đậm hơn. Cũng phải thôi, đứa con gái út mà ông cưng nhất, yêu nhất, nay lại không biết tung tích ở đâu. Có người cha nào mà không thấy lo lắng và xót xa. Bác đừng nói thế. Nếu con chịu bỏ đi cái tôi và sự tự ti do nghĩ mình nghèo đi, thì con sẽ thấy con đã yêu hơn từ lâu rồi. Là ông trời cho con cơ hội mà con không nhận ra thôi. Chỉ mong là nếu bác tìm ra cô ấy, báo cho con một tin cho con đỡ lo là được ạ. Lời cuối, cho con được gọi bác là bố một lần nữa, có được không ạ? Ông Hoàng cười tít mắt, gật đầu hiền từ. Nam đứng dậy cúi chào ông. Cháu chào bác, cháu đi. Sau này nếu nhớ hậu, bác cứ qua thăm cháu thoải mái. Sau lần gặp đó, Nam nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp lại Hân. Nhưng cho đến giờ, anh vẫn không hay tin tức gì ở cô. Anh cũng xin nghỉ việc ở công ty của bố Hân. Về phần ông Hoàng, lâu lâu nhớ cháu. Ông chỉ bảo anh đưa bé ra công viên chơi cho ông ngắm từ xa, tránh làm cháu gái nhớ mẹ rồi hai bên càng khó xử. Nếu không có điều đó, khéo anh đã quên đi mất mình đã ly hôn với Hân, mà vẫn tự cho rằng cô đang đi công tác xa như anh thường nói dối hiền hậu lúc bé nó hỏi về mẹ của bé. Nam cười nhếch mép, tự khinh bỉ chính mình. Lúc có thì không biết trân trọng, mất rồi mới hối hận, đúng là thói đời. Anh mở cổng nhà, cầm túi rác tiến về khu tập trung rác thải nằm ở cuối đường. Khi đi qua ngã rẽ nằm ở bên tay phải, cảm nhận có bóng người gần đó, anh liếc mắt xem thử. Vừa nhìn thấy người đang đứng trong ngã rẽ, Nam hoảng hốt đánh rơi của túi rác. Bóng dáng đó đang cúi đầu nói chuyện với một cậu bé. Cậu bé kia dường như cũng cảm nhận được Nam đang nhìn về phía cậu, liền đưa mắt nhìn lại. Thấy vẻ bàng hoàng của Nam, cậu bé hơi nghiêng đầu, giật gấu áo của mẹ chỉ về phía Nam. Mẹ, có chú nào cứ nhìn mình thì phải kìa mẹ. Người phụ nữ đứng kế cậu đưa mắt nhìn theo hướng con trai chỉ. Khi hai người mắt đối mắt nhìn nhau, không gian, thời gian xung quanh như ngưng động lại. Hân, Hân, là Hân. Nam gào thét tên cô hàng vạn lần trong lòng, lại nhìn cậu bé kia vừa gọi Hân là mẹ, làm anh muốn nói mà không thể nói nên lời. Anh cử động chân một cách khó khăn, từng bước đi về phía Hân. Chợt chuông điện thoại của Nam vang lên, làm anh giật mình. Anh luống cuống lục tìm điện thoại, tắt đi. Đến khi ngẩng đầu lên, chẳng thấy hai bóng dáng kia đâu nữa. Anh hoảng loạn ôm đầu, vừa chạy quanh tìm cô, vừa hét tên Hân trong tuyệt vọng. Chẳng lẽ anh đã nhớ cô đến mức nảy sinh cả ảo giác rồi sao? Không thể nào, chắc chắn không thể nào, chắc chắn cô vừa ở đây mà. Đứng trước camera giám sát trong nhà Đạt, nhìn bóng dáng Nam loay hoay không ngừng tìm kiếm mình trên hình ảnh giám sát được ghi lại, Hân cố gắng bấu vào đùi mình để bản thân cô không chạy ra ngoài đó. Gần 10 năm rồi, cô cứ ngỡ tình cảm của mình dành cho anh đã cạn kiệt sau gần ấy năm. Hóa ra chỉ là cô cố ém nó ra một góc, chỉ cần có kích thích nhỏ lại bắt đầu dục dịch tràn ra như thế này. Đạt đứng ở quầy bếp, nhìn dáng vẻ bần thần của Hân, không khỏi muốn cốc đổ cô một cái. Thế mà mạnh mồm bảo mình đã quên được. Đạt đưa miếng trái cây cuối cùng mới cắt xong cho Đức Quân, con trai của Hân, cười tươi. Nào, con đưa cái này cho mẹ giúp bố có được không? Dạ vâng, được ạ. Quân chạy lại, cẩn thận đưa miếng trái cây bằng hai tay trước mặt mẹ. Mẹ xinh đẹp, mẹ ăn trái cây đi này. Hân hoàn hồn, bối rối nhận miếng trái cây từ tay con trai. Mẹ cảm ơn. Đạt giành lấy câu trả lời của cậu bé. Ăn đi, trông cho có sức sống một tí rồi đi gặp người ta cho nó phấn khởi. Hân ngơ ngác quay lại nhìn Đạt. Gặp người ta? Gặp ai cơ? Còn ai vào đây được nữa? Nãy giờ ngồi nhìn người ta tìm mình giáo giết thế mà. Bậy bạ, làm gì có. Hân chột dạ. Cứ ghẹo em mách chị Na giờ đấy. Đạt cười nhạt,
cầm đĩa trái cây lại để trên bàn, ngồi đối diện với Hân. Mách đi rồi xem Na nó mắng em thành cái dạng gì, nếu nó thấy bộ dạng này của em. Hân im lặng, chỉ có con trai cô ngơ ngác không hiểu gì. Mẹ với bố đang nói về ai thế ạ? Hân cười, lắc đầu xoa đầu Quân. Không có gì đâu con. Con qua kia lấy sách ra ngồi đọc đi nhé, mẹ muốn nói chuyện riêng một lát. Dạ vâng ạ. Đạt nhìn cô bé hớn hở chạy ra khuôn viên dành cho khách ngồi nghỉ ngơi sau bữa ăn được Đạt bố trí kề cận ở phòng khách, không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Hân nuôi dạy cậu quá tốt. Chỉ có điều... Đợt này em về hẳn chứ? Vâng, thằng bé vẫn thích ở Việt Nam hơn. Nên thôi giờ em về hẳn. Đôi khi bé nó thích Việt Nam vì biết được ai kia đang ở đây đấy. Hân hơi cau mày. Rồi ai mới là người có chấp niệm với người ta đây? Suốt ngày nhắc đến anh ta trước mặt em làm gì vậy? Đạt bật cười, chọc dĩa vào một miếng trái cây đưa nó cho Hân. Là ai cứ hay nhắc trước mà lại đi nói anh? Ăn đi này. Hân đón lấy nhìn vào mắt Đạt. Em nhắc bao giờ? Anh buồn cười. Không nhắc mà Quân nó cứ líu lo kể về bố nó tốt thế nào, tài giỏi ra sao, trước mặt anh suốt đấy à? Hân im lặng, cho cả miếng táo vào miệng để có cớ không phải tiếp lời Đạt. Anh nhìn cô cười lắc đầu. Anh nghe ý định của em từ bố em rồi. Hay trêu em vậy thôi chứ nếu em nó muốn thế anh vẫn ủng hộ. Nếu cần anh giúp gì thì cứ bảo anh. Anh vẫn chưa có cơ hội đền đáp lại nhà em mà. Hân nhớn mày, khẽ gật đầu rồi nhìn về phía con trai cô đang ngồi đọc sách. Cô không biết ý định của cô có thành hay không, nhưng chí ít cô không muốn thằng bé suốt ngày đi học bị bạn bè trêu ghẹo là đồ không có bố nữa. Chuyện trôi qua đã gần 10 năm, cho dù vết thương có thành sẹo thì nó cũng mờ dần rồi. Huống chi mọi chuyện từ ban đầu là do cô sai, là do cô quá cố chấp. Xế chiều, mới vào đông nên vẫn chưa tắt nắng sớm. Ánh hoàng hôn đỏ lòm yếu ớt khẽ khàng len lỏi vào trong phòng khách nhà Nam. Anh nhìn đồng hồ, đếm đến 3, cánh cửa lập tức mở ra. Cái Hậu đang đeo cặp sách chạy ùa vào trong lòng anh. Con chào bố, con đi học về. Anh cười tươi, ôm hôn lên trán của cô bé, nhìn về phía bác giúp việc, gật đầu, tỏ ý chào bác, rồi quay lại nhìn con gái. Ừ, bố chào con, nay đi học có vui không con? Dạ vui lắm bố ạ. Nay bạn Bon bạn ấy lại cho con mượn thêm mấy cuốn sách đấy bố ạ. Hay lắm, lát bố đọc cùng con nhé. Được, không vướng việc gì bố sẽ ngồi cùng con. Con có vẻ thân thiết với bạn Bon kia quá nhỉ. Tại bạn đẹp trai mà còn giỏi nữa ấy bố. Anh bật cười, dí nhẹ lên trán Hậu. Bác giúp việc trong bếp đang chuẩn bị bữa tối cũng bật cười thành tiếng. Mới tí tuổi đã mê trai. Không hề có nhá, con chỉ hâm mộ bạn ấy đẹp trai tài giỏi thôi. Lại có mẹ rất đẹp gái nữa, như hoa hậu luôn ấy bố ạ. Ồ, con gặp mẹ bạn ấy rồi hả? Hậu gật đầu lia lịa. Đúng rồi đi bố, mẹ của bạn Bon đẹp lắm ấy. Nếu không phải dì ấy có chồng rồi, con giới thiệu cho bố liền. Nam cười khổ. Từ khi con bé ý thức được anh đã ly hôn với mẹ của nó, không biết học đâu cái thói đòi mai mối cho bố người này người kia để bố đỡ buồn. Nhưng anh biết bé chưa hiểu gì nhiều nên cũng kệ. Còn về phần bạn Bon mà bé con nhắc đến ấy, anh cũng rất tò mò. Từ miệng của con gái, anh biết được Bon là một cậu bé rất thông minh, học vượt một lớp. Tuổi đúng là kém con anh một tuổi, nhưng năm nay đã lên lớp 5, mới chuyển đến học cùng lớp với con anh cách đây 2 tháng, nhưng đã nhanh chóng thân thiết với con bé. Con anh tuy có cá tính nhưng vẫn chỉ thích chơi với con gái. Bon là bạn thân khác giới đầu tiên mà anh thấy bé nhắc đến. Nghe cách con anh kể qua về Bon, anh còn tưởng đấy là phiên bản nam của con anh. Bon thích đọc sách, vẽ rất đẹp, rất tinh tế và ga lăng nữa. Rất thích quan tâm đến người khác, y như là con gái anh vậy. Bác giúp việc đi ra, đưa cho Hậu chiếc bánh pizza vừa được quay nóng lại. Hậu nhận lấy bằng hai tay hơi cúi đầu. Cháu cảm ơn bà, cháu xin. Bác giúp việc cười hiền từ gật đầu nhìn Nam. Phải chi cháu bác cũng được như con gái anh thì hay quá. Cháu nở nhà bị bố mẹ chiều muốn hư rồi. Nam cười cười. Bác cứ khéo khen. Cái Hậu nhiều khi cũng hư mà bác. Hậu bĩ môi hờn dỗi. Con hư hồi nào? Bố cứ hay chê con.
Nói xong con bé lại cười toe toét, đưa miếng pizza đến trước mặt anh. Bố ăn không? Bố ăn trước đi. Bố cảm ơn, con ăn trước đi. Nãy bố đói, bố ăn mấy miếng trước rồi. Dạ, bác giúp việc nhìn Hậu. Hậu quên nãy Bon có nhờ Hậu cái gì rồi hả? À, cháu quên mất. Hậu nhai vội nhai vàng miếng bánh trong miệng, quay qua nhìn bố. Nam nhướn mày tò mò. Bố, con ơi, nào bình tĩnh ăn xong rồi nói con. Hậu cười, nuốt miếng bánh xuống rồi vội vàng nói tiếp. Cứ như là sợ ai tranh mất phần của con bé vậy. Bạn Bon hồi nãy có hỏi con ngày mai được qua nhà mình chơi không? Bạn ấy tò mò về tủ sách của con lắm ấy bố. Thế hả? Được chứ. Thế mai bạn ấy qua cả ngày hay sao hả con? Để có gì bố nhờ bác giúp việc tăng ca một hôm. Hậu lắc đầu. Không ạ. Bạn qua tầm buổi chiều thôi ạ. Bạn bảo sẽ mang thêm sách sang tặng con. Nam tươi cười gật gù. Hai đứa chơi với nhau kiểu đó bố rất ủng hộ. Con cứ bảo bạn sang đi. Bố cũng tò mò về bạn Bon ấy đấy. Dạ vâng ạ. Được rồi. Thế giờ con ngồi ăn rồi xem hoạt hình đi. Bố đi phụ bác giúp việc nấu bữa tối, cho bác còn về sớm không thì lạnh nhé. Dạ. Anh nhìn nét mặt tươi cười của con gái, không kìm được lại thơm lên trán con bé một cái, bởi vì trông bé quá giống Hân khi cười. Từ lần vô tình nhìn thấy Hân 2 tháng trước, anh càng thấy nhớ đến Hân điên dại. Trong giấc ngủ, anh cũng mơ thấy Hân với tần suất dày đặc. Những giấc mơ đẹp đến nỗi khiến Nam ước gì mình có thể nằm mơ mãi như vậy. Anh lưu luyến đứng dậy, đi vào bếp cùng bác giúp việc. Sau khi ly hôn với Hân, để mình có thể quên đi nỗi đau quá lớn kia, anh bắt đầu lao vào làm việc điên cuồng. Nhờ có số tiền mà bố của Hân đưa cho, với cớ đền bù tổn thất cho anh, nhất quyết bắt anh nhận bằng được kia. Anh khởi nghiệp cũng khá suôn sẻ, thành lập nên một công ty thực phẩm nho nhỏ. Thăng trầm lớn nhỏ đều trải qua, cuối cùng công ty đã hoạt động ổn định. Để đảm bảo cho con gái có quá trình dạy thì tốt, dù thiếu thốn đi sự chăm sóc của mẹ, Nam dần chuyển đổi sang làm việc ở nhà, kể từ lúc cho Hậu biết rõ chuyện của anh với mẹ của bé. Anh muốn mình có nhiều thời gian chăm sóc cho con gái. Anh còn định có thể sẽ đi thêm bước nữa để Hậu không bị thiệt thòi. Nhưng khi thấy Hân đột ngột xuất hiện, mọi suy nghĩ đó liền bị vùi dập không một chút thương tiếc. Nam, Nam. Tiếng gọi lớn dần của bác giúp việc kéo anh về với thực tại. Anh ngẩn người nhìn bác. Dạ bác gọi con ạ. Nãy giờ bác nói gì con nghe không rõ hả? Nam cười trừ gãi đầu. Bác giúp việc như quá quen với điều này, vừa nhặt rau vừa nói. Bác bảo nãy bác đi đón cái Hậu về, bác có thấy bạn Bon mà Hậu hay kể rồi đấy. Cháu có biết sao không? Dạ sao hả bác? Thằng cô Bon ấy, bác ban đầu còn tưởng là phiên bản thu nhỏ của cháu đấy, giống cháu đến giật mình luôn. Nam không chớp mắt, không để tâm đến mấy lời của bác giúp việc. Người giống người trên đời này nhiều lắm mà bác. Nhưng riêng chuyện anh thấy Hân hôm bữa chắc chắn không phải kiểu đó. Nam thầm nghĩ chắc nịch. Bác giúp việc lắc đầu. Không tin, đến lúc thằng bé qua chơi là cháu sẽ biết. Bác nhìn một cái là giật mình thon thót luôn ấy mà. Nếu không phải làm cho cháu lâu rồi nên hiểu rõ con người cháu, bác còn tưởng cháu có con rơi con rớt nào bên ngoài ấy. Nam bật cười. Lúc đó anh cứ tưởng bác giúp việc nhà mình chỉ nói chuyện phiếm như mọi khi vậy thôi. Nào ngờ... Quân ngẩn người, ngước nhìn người đàn ông trước mặt, rồi hunhẹ Hậu đang đứng bên cạnh thì thầm. Bố cậu làm sao thế? Hậu lắc đầu thì thầm lại. Tớ chịu, bố tớ hay bị thế lắm, cậu cứ kệ đi. Đến lượt Quân lắc đầu. Lỡ bố cậu đang mệt mỏi gì đó thì sao? Cậu hỏi bố cậu lần nữa xem. Hậu chu mỏ, đăm chiêu nghĩ gì đó rồi gật đầu, cầm tay bố lắc lắc. Bố ơi, bố sao đấy à? Sao bọn Bon chào bố mà bố đứng đơ mãi thế bố? Nam hoàn hồn, lúng túng nhìn con gái, rồi nhìn sang bạn Bon mà anh nghe danh đã lâu từ miệng con gái. Bao nhiêu lời muốn nói ra lại nghẹn ứ lại. Đúng là quá giống rồi, cứ như là phiên bản thu nhỏ của anh hồi nhỏ vậy. Bố không nghĩ. Nghĩ bạn Bon đẹp trai thật. Hậu cười khúc khích. Quân ngượng ngùng sờ mũi. Cái điệu bộ ngượng ngùng lại đi sờ mũi này sao mà giống... Cháu cảm ơn chú ạ.
À, ừ, hai đứa vào nhà chơi đi. Cả hai đứa bé đồng thanh đáp dạ. Hậu mới kéo Quân đi được mấy bước, lại nghe thấy tiếng bố gọi lại. Khoan đã, sao thế hả bố? Tên thật của con là gì nhỉ? Dạ, cháu tên Quân ạ. Quân, cháu tự đi qua đây một mình hả? Dạ không, là bố nuôi chở cháu qua đây. Lát bố nuôi chở cháu về ạ. Rồi, thế hai đứa chơi vui vẻ nhé. Dạ. Nghe câu trả lời đó của Quân, anh liền thấy hụt hẫng. Có lẽ Nam suy nghĩ quá nhiều rồi. Nam cười nhạo chính mình, giật tóc mấy cái để lấy lại bình tĩnh. Sao đó có thể là con anh với Hân được chứ? 6 giờ tối, trời sẩm tối dần. Nam bật đèn ngoài sân để đưa Quân ra về. Anh mở cổng cho thằng bé, rồi đi ra đứng chờ người đón cùng với bé. Con gái anh đang học thêm môn tiếng Anh cùng gia sư riêng, nên không tiễn Quân được. Anh đành nhận thay phần này của con. Con nói bố nuôi của con qua đón, vậy bố ruột con đâu? Quân đang chắp tay sau lưng, đứng như là ông cụ non, đột nhiên liếc nhìn Nam một lúc rồi mới đáp. Chẳng hiểu sao anh thấy cú liếc đó hàm chứa rất nhiều ẩn ý. Bố ruột con đang đi nghỉ dưỡng với chị gái con à? Trước đó anh vẫn còn hy vọng suy đoán của anh là đúng. Khi nghe thấy câu trả lời này của Quân thì mọi thứ tan biến không còn mảnh tro nào. Anh kiềm chế nỗi thất vọng tràn trề trong lòng, cố dặn ra một câu nói đùa. Bon thích nhờ, vừa được bố mẹ ruột yêu thương, lại có thêm bố nuôi cũng cưng Bon. Quân cười khẩy, một nụ cười không nên xuất hiện ở độ tuổi của thằng bé. Không đâu ạ, à, mẹ ruột con thương yêu con là thật, nhưng bố ruột con thì lạ lắm. Dù không muốn hỏi thêm về mấy chuyện riêng tư nhạy cảm như thế này, Nam vẫn buột miệng hỏi. Bố ruột con đối xử tệ với con lắm hả? Quân lắc đầu, định nói tiếp thì đột nhiên nhìn về hướng xa xăm reo lên. À, mẹ đến rồi. Nam ngơ ngác, anh nghe thấy tiếng xe máy đang tiến gần đến. Ủa, anh thường bố nuôi bé qua đó. Nam quay người lại, mắt vừa chạm phải hình ảnh người phụ nữ ngồi trên xe máy đang sắp sửa đến gần anh, liền như là bị điện giật, tê dại cả người. Người phụ nữ dừng xe, vừa gạt chân trống xuống, Quân lập tức chạy đến ôm lấy mẹ, ân cần hỏi han. Sao trời lạnh như thế này mà mẹ không đi ô tô? Sao mẹ không để bố nuôi qua đón con? Mẹ đi có lạnh lắm không? Có bị tắc đường không mẹ? Như này là như nào hả, Hân? Hân bị âm thanh trầm thấp quen thuộc kia dội vào lòng làm cho thổn thức. Cô không ngờ cô bịt kín đến thế, còn đội mũ bảo hiểm mà anh vẫn nhìn ra cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cố đè thấp giọng. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Vừa dứt câu, Nam đã giật khẩu trang trên miệng cô xuống, tay kia còn nhanh nhảu tháo nốt cả kính râm cô đang đeo. Em tưởng em ngụy trang như vậy là anh không nhận ra em sao? Hân bối rối, không biết phải làm thế nào, bèn dùng cách tức giận để phản ứng lại, giật lại khẩu trang từ tay anh nhưng bất thành. Cô đành phải xuống xe. Anh bị gì đấy? Mau trả khẩu trang lại cho tôi. Gần 10 năm chờ đợi, có quá nhiều thứ muốn nói ra dồn đến một lúc làm anh nghẹn ứ. Nhưng Nam vẫn kiên quyết giấu khẩu trang và mắt kính sau lưng. Hân từ giả vờ tức giận thành tức giận thật. Anh vẫn tưởng cô là người phụ nữ dễ bắt nạt. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm như ngày trước à? Hân đi lên, bất ngờ dí sát mặt vào mặt anh. Cô còn tưởng anh sẽ ghét bỏ cô mà lùi lại. Rồi nhân lúc anh không cảnh giác, cô sẽ giật lại khẩu trang và mắt kính. Không ngờ anh lại đứng im như thể đang chờ đợi cô tiến xa hơn. Cô bối rối vòng tay ra sau lấy lại đồ của mình, đeo nó lên rồi nhanh chóng lên xe. Mình về thôi con trai. Dạ. Khoan đã. Quân định leo lên xe, bị tiếng gọi của Nam làm cho giật mình. Cậu bé ngơ ngác nhìn anh. Nếu anh tinh ý, anh có thể sẽ thấy có nét chờ đợi trong cặp mắt to tròn kia, nhưng anh lại chỉ tập trung vào mẹ của cậu. Em khoan đã đi, lâu lâu không gặp, hay là ở lại ăn cơm? Hân bật cười tháo kính xuống nhìn anh khinh bỉ. Xin lỗi, tôi không muốn con trai tôi bị lây tính lãnh cảm của ai đó. Cảm ơn ý tốt của anh. Cảm ơn anh hôm nay cũng cho thằng bé qua chơi. Chào anh. Hân hơi ngoái ra sau. Lên xe nào con.
Mẹ còn nhiều việc, về nhanh không lạnh nữa. Dạ, dạ. Chiếc xe cứ như vậy phóng đi trước mắt, Nam định chạy theo, nhưng rồi chỉ biết bất lực đứng nhìn. Cứ cho là anh định đuổi theo thật đi, nhưng rồi anh sẽ làm gì? Khóc lóc van xin à? Hay coi cô như bạn bè lâu năm không gặp? Đó là còn chưa kể, hình như cô đã có tình yêu mới. Nhưng có điều anh vẫn không hiểu, sao Quân lại giống anh đến vậy? Bố ruột của Quân là ai? Còn bố nuôi nữa. Nam chán ngán mang theo tâm trạng rối bời đi vào nhà. Tin nóng, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn M vừa mới về nước, chuẩn bị làm đám cưới với con trai của tập đoàn C và sẽ tiếp quản chuỗi nhà hàng bán chạy nhất của bố mình. Chủ tịch tập đoàn M cho biết con gái ông đã có con với... Nghe đến đó, Nam lập tức bấm điều khiển định tắt đi, nhưng lại bất cẩn ấn sang tắt âm thanh TV. Sáng sớm, anh vừa mới mở thời sự lên xem, đập vào mắt đã là tin tức động trời này. Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Cái hậu vẫn chưa hay biết gì, ngồi ở bàn ăn sáng, ngó thấy hình ảnh đang được chiếu trên TV, lập tức vui vẻ hét lên. Bố, mẹ của bạn Bon kìa. Uầy, mẹ bạn Bon được lên TV, đỉnh thế. Lát con phải đi xin chữ ký mẹ bạn Bon từ Bon mới được. Nam cười gượng. Tập trung ăn đi, không là muộn học con à. Dạ. Nhìn con gái đang ngây ngô chưa biết gì, anh càng thêm xót xa đau đớn trong lòng. Khó khăn lắm mới gặp lại cô sau bao năm mong ngóng chờ đợi. Niềm vui chưa diễn ra được bao lâu thì cả mớ tin tức không vui như mưa đá dội ầm ầm vào lòng anh. Anh cảm giác như mình đang nhận lấy quả báo cho sự tự ti và ích kỷ thái quá của mình năm xưa vậy. Chịu đựng sự dày vò đó trong suốt một ngày dài, Nam cố gắng lấy lại tinh thần, lái xe rời khỏi nhà. Nay bác giúp việc xin nghỉ sớm, có công việc nên anh đi đón con gái. Nhìn con gái đang tíu tít nói chuyện gì đó với Quân ở cổng trường, lòng anh mới nhẹ nhõm được đôi chút, lại trở nên nặng trĩu. Vậy đó thật sự là con của cô với người cô sắp cưới sao? Nam đột nhiên nảy ra một ý nghĩ ích kỷ. Nhác thấy bóng dáng bố từ xa, Hậu đứng bật dậy chạy lại bên anh. À bố, con chào bố. Sao hôm nay bố đến đón thế? Bác giúp việc lại có việc à bố? Đúng rồi, hai bố con mình về nhà thôi nhỉ? Dạ. Hậu cười tít mắt với Nam rồi quay lại vẫy tay với Quân. Tớ về trước nhé Bon ơi. Bon gật gật vẫy tay lại với Hân. Cháu chào chú. Chú với Hậu về cẩn thận ạ. Nam lạnh lùng không đáp. Hậu quay người rời đi. Đi được một quãng khá xa, Nam mới nói ra ý định của anh. Hậu... Dạ, bố có gì muốn nói với con ạ? Hậu ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đang tươi cười liền nghiêm túc trở lại. Bé biết mỗi lần bố nghiêm túc muốn nói chuyện đều bắt đầu bằng cách gọi tên cô rồi im lặng như thế. Con đừng thân thiết với bạn Bon quá nữa có được không? Hậu sững người, đứng im tại chỗ. Nam dù đang rất đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Tại sao hả bố? Sao tự nhiên bố lại không cho con chơi với bạn Bon nữa? Giọng Hậu từ từ cao vút dần. Nam cau mày, nghiêm giọng. Bố không phải không cho con chơi với bạn ấy. Bố nói là con đừng thân với bạn ấy quá. Bố nói thế khác gì nói con không chơi với bạn nữa. Hậu dãy nảy, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Nam thở dài khuỵu gối xuống, để mắt ngang tầm với bé, cầm lấy đôi vai bé nhỏ của con. Bố có nỗi khó xử của bố, đến lúc thích hợp bố sẽ nói con biết có được không? Con không chịu đâu. Nếu bố không nói ra con sẽ không về nhà với bố nữa đâu. Hậu tức giận khoanh tay lại, mặt xị ra. Nam day chán. Sao hôm nay anh nôn nóng quá? Đáng lẽ anh nên về nhà rồi hãy nói cho con hiểu. Chả lẽ là vì anh ghen với bố của cô Bon nên là mới... Vì mẹ của Bon chính là mẹ ruột của con hiểu không? Mẹ đã có gia đình mới, mình không nên... Nam nói xong mới ý thức mình vừa thốt ra lời gì, lập tức bụng miệng im bặt. Anh bị điên à? Sao mới nghĩ trong đầu đã nói ra miệng luôn rồi? Nam vội đứng lên, kéo Hậu đang ngơ ngác xua xua tay. Về nhà rồi mình nói đi con, nãy bố xạo con. Bố vẫn ghét mẹ con đến thế à? Một âm thanh non nớt vang lên sau lưng anh, mà nghe không khác gì giọng sấm truyền của thần truyền đến tai anh. Nam giật mình quay ngoắt lại,
nhìn Quân đang đứng đối diện anh từ bao giờ. Cháu vừa nói gì cơ? Quân rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nức lên một tiếng. Bố vẫn ghét mẹ con nên mới ngăn cấm không cho chị chơi với con đúng không? Hậu đang mẻ nheo, nghe đến đoạn chị chơi với con cũng đần mặt y chang bố mình. Nam run run khom lưng để sát mặt mình với mặt của cậu bé. Cháu vừa nói... Bố! Quân bật lên một tiếng thê lương rồi khóc lớn. Cậu hết nhịn nổi nữa rồi. Mẹ dặn bao giờ mẹ cho phép mới được nói chuyện mình là con của bố cho bố biết. Nhưng nhìn chị gái có thể được thoải mái ôm bố, cậu rất ghen tị. Nãy thấy chị đột ngột to tiếng với bố, Quân mới tò mò lén đi theo bố. Không ngờ lại nghe được bố cấm chị chơi với mình. Khác gì một nhát dao cứa vào tim của cậu đâu. Đầu Nam ong ong, chưa hiểu mô tê gì thì đột nhiên bị ai đó đẩy ngã ngồi ra đất. Anh ngẩn người nhìn Hân đang đứng chắn trước Quân. Khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng lộ ra rõ ràng trước mặt anh. Nhưng lại trong tình huống anh không ngờ nhất. Tên khốn này, anh bắt nạt gì con tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh mà dám làm tổn thương đến một cọng tóc của con tôi thì đừng trách tôi độc ác. Nói xong, Hân cầm tay Quân rời đi, cố bước đi một cách bình tĩnh trên đôi giày cao gót nhọn hoắt. Dù không hiểu sao Quân khóc lóc trước mặt anh, nhưng trường hợp cô nghĩ đến vẫn chỉ có thể như vừa rồi mà thôi. Chả lẽ sau bao năm anh vẫn ghét cô đến thế sao? Đến mức sẵn sàng bắt nạt một đứa bé vì nó là con của cô. Nam vẫn đờ đẫn ngồi trên sân trường, nhìn bóng dáng Hân càng lúc càng xa. Con gái anh có vẻ như bây giờ mới tiêu hóa được câu nói của anh, ngơ ngẩn bước đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Bố nói mẹ bạn Bon chính là mẹ ruột của con là thật sao? Hậu hỏi bố, môi con bé bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Trên con đường vắng, Hân tăng tốc độ xe ô tô. Con trai cô ngồi ở ghế lái phụ, vốn dĩ đang im thin thít nãy giờ. Dù cô có gặng hỏi tại sao cậu khóc bao nhiêu lần lại đột nhiên lên tiếng. Bố không có bắt nạt con, là vì con nhớ bố quá nên... Quân nghẹn lại, òa khóc. Hân ngơ ngẩn, bàn chân đang rổ ga cũng thả lòng dần. Tảng đá đè nặng trong lòng cô liền tan biến. À, thế tức là anh ấy không có làm gì con cô. Cũng đúng, anh ấy đâu có nhỏ nhen đến mức đó. Nhưng con lỡ gọi bố là bố rồi. Quân cúi gằm mặt, Hân trợn tròn mắt, quay sang nhìn Quân gắt lên. Cái gì? Vừa dứt lời, chiếc xe của cô đột nhiên chao đảo, âm thanh va chạm vang lên liên tục. Hân điếng người, nhận thức ra được chuyện gì đang xảy ra, cô lập tức tháo đai an toàn, bổ nhào lên người con trai. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh. Cả nhà bốn người của cô đang sống hạnh phúc ở một nơi rất đẹp, rất giống với Tây Phương Cực Lạc hay thiên đường mà người ta diễn tả vậy. Tít tít, âm thanh mở cửa nhà vang lên. Nam cùng con gái đi vào nhà. Hai bố con đều trông rất ủ rũ. Anh mặc kệ sự đời, thả mình ngồi thờ trên ghế sofa. Hậu cũng học theo bố, ngồi bên cạnh anh dáng vẻ buồn bã. Anh vốn định nói gì đó để an ủi con, nhưng người anh thật sự kiệt quệ rồi. Mấy ngày liên tiếp mà xảy ra bao nhiêu chuyện, làm trái tim anh như vỡ nát. Anh không thể giả vờ là mình ổn nữa. Gần 10 năm, anh một mình nuôi con. Chính là hy vọng nếu cô quay lại và có cơ hội, anh sẽ xin cô cho anh được làm lại từ đầu với cô. Nhưng giờ đây hỗn loạn quá rồi. Anh chán nản định nằm xuống ghế, điện thoại đột nhiên vang lên chuông báo cuộc gọi. Anh bực bội cúp ngang, không quan tâm ai gọi đến nữa. Nhưng liên tiếp lại có cuộc gọi đến. Bây giờ anh mới chú ý đến màn hình điện thoại. Một số lạ hoắc. Anh cau mày bấm nghe. Alo. Đầu dây bên kia đã nhanh miệng tranh nói trước. Nghe xong, Nam hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh. Nhưng giọng vẫn cứ run run. Anh vừa nói cái gì? Tay Nam đang cầm điện thoại dần trở nên mất kiểm soát. Không cầm vững nổi nó nữa. Anh chống tay ngồi dậy. Cố gắng mãi mới đứng vững được. Hân lo lắng nhìn bố. Bố có chuyện gì thế? Con cất cặp đi bệnh viện với bố, mau lên. Nam nói xong lục lọi kiếm chìa khóa từ cặp táp rồi chạy đi. Nhưng bước nào bước nấy cứ như là có ai ngáng chân ngã liên tục. Hân nghe lời bố, vứt cặp sách sang một bên rồi chạy tới dìu anh.
Thấy Hân Nam bình tĩnh lại được một chút, hai bố con lao ra khỏi nhà như tên bắn. Hân đâu rồi? Nam cùng con gái chạy đến trước cửa phòng VIP, thấy Đạt đang đứng trước cửa. Đạt cau mày chỉ tay vào trong phòng. Cô ấy ở bên trong. Cả Quân cũng... Tránh ra. Nam chạy vào. Trong mắt anh và trong lòng anh bây giờ chỉ ngập tràn suy nghĩ về Hân mà thôi. Anh thấy Hân đang nằm im lìm trên giường. Mọi phòng tuyến trong lòng anh lập tức vỡ vụn hết. Tất cả là tại anh. Một lần nữa lại là tại anh. Anh... Cái đồ súc vật này. Nam tức tưởi đấm vào ngực mình, gục đầu lên tay anh gào khóc. Hân, anh xin em. Năm đó là anh sai. Anh yêu em từ lâu rồi mà lại không hay biết. Cứ liên tục đổ lỗi cho những lời đàm tiếu xung quanh lên em. Làm ơn, em đừng có bị làm sao cả. Em còn chưa kịp mắng chửi hay là đánh đập gì anh mà. Van xin em dậy đi. Anh sợ lắm rồi, anh sợ mất em. Còn dù quan trọng đấy, nhưng em mới thật sự là người quan trọng với anh hơn cả. Hân, Hân à. Trong đôi mắt nhòa đi vì nước mắt, anh lờ mờ thấy người Hân khẽ gượng quậy. Nam vội vàng quẹt mắt quẹt mũi vào tay áo, chẳng màng đến hình tượng, nhổm người dậy nhìn Hân. Hân mở mắt nhìn lại anh thều thào. Anh vừa bảo ai quan trọng với anh hơn cơ? Là em đó, không ai khác ngoài em hết. Nam vội vàng đáp lại, giọng nói rõ vang dội như sợ cô không nghe thấy. Hân giơ đôi tay chẳng chịt vết thương lên sờ má Nam. Anh yêu em sao? Nam cầm lấy tay cô liên tục nói. Đúng, đúng, anh yêu em rất nhiều, nên em đừng bỏ anh được nữa có được không? Đáp lại anh là nụ cười rạng rỡ của Hân, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt lờ đờ mệt mỏi của cô. Hân thều thào. Vậy là em mãn nguyện rồi. Bàn tay của Hân cứng đờ, Nam nín người gào lên như một tên điên. Đạt cùng hai đứa cháu đứng bên cạnh chỉ biết nhìn nhau bịt tai lại. Ngay khi vào phòng bệnh, Nam chỉ để ý đến Hân, không hề biết Quân đang ngồi ở góc phòng. Nhờ có mẹ bảo vệ nên người chỉ bị say sướt một chút. Hậu không biết làm gì nên ngồi với Quân. Mới được Quân cho biết mẹ chỉ bị choáng do mấy đêm liền mất ngủ thôi. Vết thương trên người mẹ là do cảm biến va chạm trên xe xảy ra trục trặc nên bung túi khí hơi muộn. Thành ra là mẹ bị mấy miếng kính vỡ đâm vào người, may mà không sâu lắm. Nhìn hai đứa cháu đang rưng rưng ngắm bố mẹ chúng tình cảm, cuối cùng Đạt cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh rời khỏi phòng. Trước khi về nước, Hân có thú nhận với anh rằng cô vẫn chưa quên được chồng cũ và dự định cùng con trai lên kế hoạch để đoàn tụ với anh, lại còn vạch ra đủ kế hoạch để từng bước quay lại với Nam như thế nào. Bày vẽ khéo lắm. Cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính. Thấy cô bị thương, anh liền tương kế tựu kế. Quân mở máy của mẹ rồi bấm gọi cho Nam. Đấy, bao nhiêu năm rồi vẫn còn lưu số người ta, còn liệt vào hàng danh bạ yêu thích nữa, thế mà cứ mạnh mồm bảo em quên rồi. Anh dọa Nam rằng cô bị tai nạn, đang hấp hối để thử lòng Nam xem thế nào. Trong ngôi nhà của mình, Hậu bắt đầu huyên thuyên với mẹ. Ôi mẹ không biết đâu, lúc đó bố khóc nhiều lắm, khóc như thế này này. Hậu vừa làm mật mếu, vừa dùng âm thanh gào gào để minh họa. Hân cười thành tiếng, quay sang nhìn Nam đang đeo tạp dề, đứng chống nạnh chừng mắt với con gái, chỉ tay một cách đanh đá. Này này, con bán đứng bố vừa thôi nhá, bố gào như hổ gầm thế bao giờ? Nếu không có đôi tai đang đỏ ửng lên của Nam làm phản bội lại dáng vẻ của anh, cô còn tưởng Nam đang giận dỗi con gái thật. Hóa ra đây là dáng vẻ ngượng ngùng của anh à. Hậu cười khúc khích, giả vờ sợ hãi rút vào lòng mẹ, tiện thể hít hà một hơi thật sâu. Vẫn là hương thơm của mẹ là thơm nhất. Quân từ phòng tắm đi ra, còn chưa mặc xong áo đã chạy đến bên mẹ. Mẹ với chị chơi gì mà vui thế, cho em chơi với. Hân cười tít mắt ôm cả Quân vào lòng. Mẹ với chị chơi trò ai ôm nhau lâu hơn thì thắng thôi. Nào, thích thì lại đây, mẹ ôm nữa nào. Quân cười ré lên, bổ nhào lên người Hân, một tay ôm mẹ, một tay ôm chị gái. Thật tuyệt. Cuối cùng bức tranh hạnh phúc mà cậu hay vẽ trong giờ mỹ thuật trở thành hiện thực rồi. Nhìn ba mẹ con vui vẻ ôm nhau, Nam cũng vội vàng tháo tạp dề chạy tới. Cho bố được ôm nữa với. Hân lập tức bĩu môi, vờ lạnh mặt đẩy anh ra. Người đang đầy dầu mỡ, ai cho ôm, tránh ra.
Nam tủi thân cúi gằm mặt, giật giật gấu áo của Hân. Em chê anh sao? Hay là em hết yêu anh rồi? Nghĩ ngợi một hồi, Nam liền méo sạch, từ vờ vịt chuyển sang thành thật. Dù anh biết cô đang đùa thôi, nhưng mà... Hóa ra đây là cảm giác bị chê bai sao? Hóa ra ngày xưa cô phải chịu ấm ức vì anh nhiều thế sao? Thấy mắt Nam đỏ hoe, Hân ngơ ngác. Từ ngày biết anh yêu mình, cô mừng như mở cờ. Nhưng vì vẫn muốn làm giá nên cô vẫn khá thờ ơ với anh. Hai chị em hậu quân nghển cổ lên nhìn bố. Thấy vậy thì cười khúc khích, nhìn nhau ẩn ý rồi khẽ khàng rút lui về phòng. Hân tưởng các con muốn đi chỗ khác bày trò để chơi nên cũng không để ý nhiều. Đứng dậy ôm má Nam. Ơ kìa, anh sao thế? Sao tự nhiên lại... Nam bất ngờ ôm chầm lấy Hân, dụi đầu vào hõm cổ của cô, hai tay siết chặt lấy eo cô. Anh xin lỗi, đều vì cái lòng tự ái chết tiệt kia mà làm em và các con thiệt thòi biết bao nhiêu. Nhưng gần 10 năm rồi... Anh nghẹn ngào, nói không nên lời. Chung quy lại, anh mới thấy mọi thứ đều từ anh mà ra. Rõ ràng, từ lâu anh đã có ý với Hân. Ông trời thậm chí còn đẹp lòng một chúc phúc cho anh và cô. Ấy vậy mà... Hân bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Nam. Ra là anh vẫn còn áy náy chuyện năm đó. Thôi nào, mọi thứ đều qua rồi. Anh bây giờ cứ chuyên tâm vào theo đuổi em trở lại, để em còn xem xét lại chuyện về chung một nhà là được. Nam thả lỏng nhìn Hân gật đầu liên tục. Nhất định anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Ôi, nước chào, nước chào. Nam tá hỏa chạy lại vào bếp. Hân nhìn dáng vẻ hớt hải của Nam, tì người vào mép bàn mỉm cười ấm áp. Sau vụ tai nạn xe, Hân thôi lần nữa nói ra toàn bộ sự thật. Khi đệ đơn ly hôn với anh xong, Hân mới biết mình lại mang thai con anh. Nhưng quá mệt mỏi với sự lạnh lùng và coi thường của anh, Hân mặc kệ, vẫn tiếp tục thúc giục bố tiến hành ly hôn giúp mình. Nhờ ông dựa vào các mối quan hệ để cô vẫn ly hôn luôn suôn sẻ, để không phải gặp lại anh nữa. Bởi cô biết nếu lại thấy anh, chứng kiến sự ghẻ lạnh của anh, cô càng bị đau đớn dày vò kinh khủng hơn. Như vậy rất ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. May mắn ông trời vẫn thương cô, cho cô có đứa con khác của anh bầu bạn cùng. Cũng nhờ khuôn mặt giống anh đến 8-9 phần này, cùng tính tình ấm áp của bé mà vết thương trong lòng cô dần được xoa dịu, nhờ có sự hỗ trợ của anh em họ hàng. Mà Quân lớn lên cũng không tính là thiếu thốn tình thương, nhưng dù thế nào chăng nữa, sao mà bằng bố ruột của mình, Quân vẫn nằng nặc được gặp anh tận mắt, chứ không phải qua tranh ảnh hay là lời kể của cô. Lần nữa năm này qua năm nọ, bé càng lớn càng thêm khó dỗ, tính tình cũng kiên định hơn. Nghe ngóng được anh vẫn đang một mình nuôi cái hậu, Hân quyết định về nước để không gây khó xử thêm cho anh. Cô cẩn thận dò la thêm từ những người trong công ty của anh lẫn hàng xóm xung quanh, mới tình cờ nghe được trong lòng anh vẫn luôn nhung nhớ cô. Biết được chuyện đó, cô thấy rất khó hiểu, cũng có cả sự mong chờ xen lẫn cả niềm hạnh phúc len lỏi trong tim. Nhưng rồi cô sợ, sợ rằng đó chỉ là cô tự huyễn hoặc, tự ảo tưởng bản thân như trước, nên cô mới tính toán sẽ nhờ Đạt đóng vai chồng sắp cưới của mình để xem phản ứng của Nam. Ai dè đâu lại có biến cố tai nạn kia thay đổi tất cả. Nhờ có nó, cô mới thấy rõ ràng anh thật sự đã để cô vào trong lòng, cũng giảm được mấy kế hoạch lằng nhằng kia. Ban đầu nghe hai con kể lại, cô khó mà tin được. Nam mà cô biết lại có thể lo cho cô đến mức đi 10 bước, ngã 11 bước cơ à. Lại còn vì cô mà không kể hình tượng, khóc lóc làm loạn hết lên. Đến khi Đạt đưa ra video, anh quay lại được cảnh Nam khóc lóc như thế nào, từ khi vào phòng bệnh đến khi cô mệt quá mà thiếp đi, cô mới tin. Nhân cơ hội đó, Nam nói ra hết lòng mình, quỳ xuống xin lỗi cô và van xin được theo đuổi lại. Năm xưa là anh đã để em thiệt thòi quá nhiều, em chưa được anh theo đuổi tử tế, chưa được anh tặng hoa tặng quà, cũng chưa được anh nói lời yêu thương nhiều. Còn nữa, còn chưa được anh cầu hôn đàng hoàng nữa. Nên giờ em phải cho anh được chạy theo đúng lộ trình như thế, nghe không? Em phải làm giá lên, chảnh lên, đầy đọa anh lên đi. Nghe Nam nói, mà cô không biết anh đang tỏ tình cô hay là đang tấu hài nữa. Nhưng mà có vẻ ai đó nói được nhưng không giỏi làm cho lắm. Cụ thể là bảo cô làm giá lên, chảnh lên, mà cô mới vờ lạnh lùng có một tí
đã mếu máo như vừa nãy rồi đây. Quân và Hậu đứng trong phòng, lén nhìn mẹ qua khe cửa. Khi thấy mẹ đi về phía phòng bếp, hai chị em nhìn nhau, gật đầu ra hiệu cho nhau, rồi cả hai cùng khẽ khàng mở cửa đi ra. Đứng đắp ở một góc, ngây người khi thấy mẹ với bố đang thơm má nhau, hai chị em liền cười ré lên, bịt mắt lao vào phòng. Trên giường vung vãi toàn sách truyện hai chị em đang đọc dở, nhưng hai chị em bây giờ chẳng có tâm trạng để đọc nữa. Bây giờ viễn cảnh trong đầu hai chị em chỉ có là: "Uầy, thế là mình sắp được mời tham dự đám cưới của bố mẹ, ước mơ của bao nhiêu đứa trẻ nhưng không phải ai cũng thành nhà chị." Hậu cười khúc khích: "Chắc vậy đó em, mà chị thấy bố mẹ mình tiến triển chậm quá. Chị muốn về một nhà với mẹ và em lâu lắm rồi." Quân sụ mặt: "Em cũng thế, ở nhà riêng không có bố và chị chán lắm." Quân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: "À, em thường thấy mẹ xem mấy phim tình cảm, ở trong đó người ta cũng có bày cho việc làm thế nào để ghép đôi thành công đấy chị." "Đâu đâu, chị mở xem ly, phải học hỏi để đẩy nhanh tiến độ cho bố với mẹ chứ." Quân lập tức lấy iPad ra. Hai đứa trẻ đang tập tành làm nghề mai mối từ sớm, mải mê tìm kiếm trên mạng, không hề để ý bố mẹ chúng đang đứng ở cửa ngó nhìn chúng với vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn trong tiết trời mùa đông ảm đạm này dường như có phần rực rỡ hơn bình thường. Chút ánh nắng le lói còn lại chạy vào trong căn phòng có bốn người, làm vàng rực khuôn mặt đang ánh lên niềm hạnh phúc của mỗi người. Thầm lặng chúc phúc cho gia đình nhỏ vừa trải qua biết bao nhiêu thăng trầm này. Quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm đằng đẵng xa nhau, cuối cùng thì hạnh phúc đã trở về với gia đình Nam và Hân. Đúng là nếu đã thuộc về nhau thì có muốn tách nhau ra cũng không được. Dù đi xa đến đâu, vòng đi vòng lại rồi sẽ lại về với nhau thôi. Đời còn dài, cuộc đời còn nhiều điều chưa lường hết được, nhưng chỉ cần mỗi người đều cố gắng, trong lòng đều có nhau, nỗ lực vì một cuộc sống tươi sáng hơn thì mọi sự đều sẽ tốt đẹp, phải không quý vị và các bạn? Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.